Ok, tiếng đi. I'm here. Ngồi một đống nãy giờ mà không ai thấy hết trơn. Mai Phước là mình mập thù lù á. Phải mà mình ốm là mất tiêu luôn. Khổ thì thôi á. Nhỏ. Nhỏ hả? Ok, let's see. Let me recheck mọi. Đứa nào vô cũng nói nhỏ lắm. Rồi bây giờ nghe chưa? Bây giờ bự chưa? Hả? Bự chưa? Nó mất tiêu rồi. Giờ bự rồi. Nhỏ đâu, nhỏ bự rồi. Giờ nghe rồi phải không? Giờ nghe rồi phải không? Hả? Nghe chập chờn hả? Nhỏ quá hả? Bự nữa là hết chịu nổi cái lỗ tai luôn. Giờ bự chưa? Giờ nghe bự giống chữ mi chưa hả? Bự giống chữ mi chưa hả? Chưa nữa hả? Let's see, let me check some, let's see, let me check some more places. Check cái trong bài talk nha. Rồi bây giờ nghe lớn dữ rồi phải không? Bây giờ nghe lớn dữ rồi phải không? Hạ Long Youth. Phải không? Nghe lớn rồi phải không? Check ba chỗ rồi đó. Vẫn thế đâu. Ok, nếu mà các anh chị nào chưa có nghe lớn đó, ok, check cái ngón tay của mình coi có bị đau hay không. Thấy không? Người thì nói coi là vendor, người thì nói lớn, người thì nói nhỏ. Ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Ở sao cho vừa lòng người, nói lớn người cười, nói nhỏ người chê, người la. Thế giờ phải chỉ còn cái ngậm microphone vô miệng thôi. Chỉ còn 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 cách nữa là ngậm cái microphone vô miệng thôi, ngậm suốt 3 giờ là hết nước miếng á. Ok, ok rồi mà. Heo con lovely. Rồi mọi người certify chưa? Yeah. Chim lúc nào á, sáng mù sáng nó cũng kêu tiểu mi thức dậy hết trơn, kéo kéo lại nhà tiểu mi kêu nhóm tỏi luôn. Các anh chị mà nghe tiếng chim kêu là lớn lắm đó nha, là nghe lớn dữ rồi đó, phải không? Chim kêu ngoài đường mà các anh chị còn nghe mà, đấy là tiểu mi nói lớn dữ lắm à, hả? Phải không? Vậy mà nói nhỏ, ý là không có mở cửa sổ lên á. Ok, let's start nè. Let's start nè. Hôm nay mình học bài mới, ok. Hôm nay mình nấu cơm mới, nấu nồi cơm mới. Nấu nồi cơm cũ ăn hoài không hết. Right. Giờ mình ăn cơm mới, bữa nay nè, mới mua bịch gạo mới nữa. Ok. Mới mua bịch gạo mới nữa. Còn nhỏ hả? Chán cái chị quá đi. Trời ơi, hàng xóm đang hát karaoke hả? Karaoke, karaoke. Cái anh chị nhỏ lắm hả? Làm sao giờ tiểu mi làm vừa lòng cái anh chị bây giờ? Có người nghe lớn, có người nghe nhỏ. Ok, let me double check somewhere. Bây giờ lớn hơn chút xíu rồi phải không?
lớn hơn chút xíu nữa rồi phải không? Phải không? Hả? Nhỏ tí hả? Một bên tai. Nghe to lắm rồi đó. Anyway, nói cho nghe nè. Bây giờ đó, biết không? Các anh chị nào mà nghe nhỏ đó, các anh chị coi lại cái speaker của mình. Cái speaker ở ngoài á, cái không phải trong computer. Cái speaker ở ngoài, các anh chị dẫn cái speaker lên. Cái speaker ở ngoài mới là cái volume chánh nha các anh chị. Ok. Maximum dẫn nhỏ hả? Thiệt hả? Thôi đi Hạ Long. Chỉ có mình Hạ Long nghe nhỏ hả? Ok. Để cái microphone vô đụng cái môi luôn á. Nghe lớn chưa? Hai nghe lớn dữ chưa? Hả? Nghe tạm vậy. Hạ Long nghe lớn chưa? Hỏi Hạ Long kìa. Hỏi Hạ Long kìa. Rồi, cảm ơn. Bây giờ bắt đầu nha, let's start. Hôm nay mình sẽ học the voice of the verb. Đó là cái phần thứ tư trong cái bài động từ. Let's see where is it. Let me open my text first. Cái bài này rất là dễ các anh chị. Nào giờ có anh chị nào sợ không? Sợ cách chuyển từ past, I mean active ra passive không? Với tiếng Mỹ thì các anh chị sẽ thoải mái, okay. Rất là dễ. Rất là dễ, không có khó gì hết trơn á. Okay. Với tiếng Mỹ thì cái gì nó cũng dễ hết. Và dễ tới già luôn. Okay, voice of a verb. Nghĩa là gì? Definition. The voice of the verb indicates whether the subject is acting or being acted upon. Có nghĩa là gì? Là cái tiếng nói của động từ nói cho mình biết cái chủ từ nó sẽ làm chủ cái hành động đó hay là nó sẽ bị động. Nghĩa là cái chủ từ nó action hay là nó acted upon, có nghĩa là cái chủ từ đó nó làm hành động đó hay là nó sẽ nhận cái hành động đó, nó action hay là nó receive the action. Thí dụ đơn giản thì các anh chị sẽ hiểu liền. Give me pen. Painted the house. Cho một câu thí dụ đơn giản của Tiếng My đi. Okay. Cho các anh chị dễ hiểu hơn. Đây là người chủ, là chủ từ. Nó làm cái hành động đó. Ai sơn cái nhà? Ai đã sơn cái nhà? Tiểu My chứ ai? Thành ra Tiểu My là cái người làm cái hành động. Hành động đó, hành động đó là sơn đó. Ai sơn? Tiểu My. Right? Right. So cái trường hợp này chủ từ nó action. Okay, is acting. Trong khi đó các anh chị coi cái này. The house is, I mean quá khứ, was painted by Jimmy. Câu này, cái nhà đó thì được sơn bởi Tiểu My. Các anh chị thấy không? Cái nhà nó đâu có làm chủ cái hành động đó được. Cái nhà nó đâu có tự sơn được. Nó phải ngồi đó chờ Tiểu My sơn. Thế đấy. Các anh chị thấy chỗ này không? Tại sao có apostrophe chỗ đó?
Tại sao có a possessive case ở đó? Chicken, chicken. Thành ra các anh chị thấy cái the house ở đây nó is a subject. It cannot make the action, right? Nó không thể làm chủ cái hành động này được, right? Thành ra cái này là một cái đó nó làm chủ và một cái đó nó không thể làm chủ. Nó nhận cái hành động đó chứ nó không có thể làm cái hành động đó được. Okay, đó là passive and active. Có nghĩa là mỗi khi mà mình nói ra đó thì mình nói nói với một cái nghĩa là khi nói ra mình biết là cái chủ từ có làm cái hành động đó hay không. Cái như vậy, tạm cắt nghĩa vậy đi. Okay, and there are two kinds of voices, active and passive. Okay, có hai loại voice của động từ. Active and passive. Cho các anh chị biết active là gì, cái gì, phải không? In the active voice, the stronger form, the subject of the action of the verb. Bởi vì tụi mình cứ keep repeating. Khi mà mình nói một câu, mình nên nói cái cách mà active hơn là mình nói cái passive. Tại nó mạnh hơn, nó nói rõ hơn, nó không có cầu kỳ. Thì ví dụ nói, I paint the house. Thì cứ nói I paint the house thì tôi sơn cái nhà. Vấn đề rất là giản dị, phải không các anh chị? Tại sao mình phải nói cái nhà được sơn bởi tôi? Nó cầu kỳ, nó làm sao đâu, phải không các anh chị? Ai nói như vậy? Cái nhà nó được sơn bởi tôi á, phải không? Điệu thì thôi đi á, phải không? Hay là tại sao mình không cứ nói, không nói thẳng mà mình lại nói như vậy? Right? Yeah, you thì thôi đi. In the passive voice, the weak form, the subject is acting upon. Nghĩa là cái subject nó trong cái tình trạng bị động. Okay? It receives action. Trong cái tình trạng bị động. The house is painted by me. Mình nói như vậy nó điệu thì thôi nha. Ok rồi. Các anh chị hiểu rồi phải không? Lúc nào mình cũng nên nói ra một cái câu thẳng. Mình nói thẳng cái câu ra chứ mình đừng có nói cái thế bị động. Nó nghe kỳ kỳ. Bây giờ mình đi vô sau chi tiết nha. Cái định nghĩa này rất là hay. Okay, rất là hay. Okay. Thank you, Nguyen. Active voice indicates that the subject of the verb is doing something and emphasize the doer. Nghĩa là gì? Nói lên cái chủ từ của cái động từ. Cái chủ từ của cái động từ, cái chủ từ nó đang làm cái gì đó, nó đang hành động và nó nhấn mạnh cái chủ từ đó, cái người làm đó. Cái nhấn mạnh cái người làm đó. Right. Hello người đẹp heo trắng. Thí dụ. Mi chia sẻ các anh chị rất là chậm, các anh chị không hiểu chỗ nào thì hỏi liền nha. People update their resume on a regular basis. Thường thường người ta đó thường thường viết update là viết cái their resume là gì các anh chị?
viết cái hồ sơ để cập nhật á, và ở đây là cập cập nhật cái hồ sơ để đi xin việc làm á, lý lịch đó, và hồ sơ lý lịch on the regular basis, nghĩa là viết một cách thông, một cách đơn giản thôi. Các anh chị đừng có cầu kỳ quá, viết đơn giản thôi. Ok, dễ hiểu, đơn giản dễ hiểu. Câu này nên như vậy. Thành ra I update. Mỗi người phải không các anh chị? Mỗi người, phải không? Mỗi người. Nhấn mạnh là chúng ta đại khái như vậy. So the subject is people, is acting, and resume is the direct object. And the passive voice emphasize the recipient, right? Có nghĩa là cái thì thụ động đó thì nó nhấn mạnh cái người nhận, phải không? Cái người nhận, ai nhận cái hành động đó, right? Ai nhận cái hành động đó, nghĩa là nhận cái động từ trong câu tài liệu, thì do resume. Cái resume các anh chị thấy không, nó đảo ngược lại, cái passive nó đảo ngược lại. Cái câu ở trên là resume là cái sự việc nhận cái hành động đó, bây giờ cái passive nó đảo ngược lại, nó nhấn mạnh ai nhận cái hành động đó. Ô, cái sự việc là cái resume should be updated on regular basis. In some case, câu này nha. In some case, the passive voice is simply more straight forward. Là gì? Forward là gì? Có vài trường hợp cái passive voice thì nó đơn giản. Cái này không hiểu, không biết cách nghĩa, hiểu mà không biết cách nghĩa. Có nghĩa là mình hiểu ngay tại chỗ luôn đó, mình hiểu ngầm liền á. Mình hiểu straightforward là nó rõ ràng ra đó. Nó giống như là mình hiểu ngầm, mình I don't know. Anh chị dịch đi. Tiếng Mỹ nhiều khi tiếng Mỹ hiểu mà tiếng Mỹ không biết dịch. Okay, let me see. Okay. Straightforward là gì? Các anh chị, straightforward là gì? Okay. Straightforward. Going và direct đó, directly straight ahead, nghĩa là ngay trước mặt á, nghĩa là direct đó, nghĩa là trực tiếp đó, not roundabout but straightforward approach to a problem, nghĩa là nói thẳng vấn đề ra luôn á, phải không? Hiểu như vậy phải không? Và hiểu thẳng vấn đề đó, thẳng về phía trước, straightforward, go straightforward to the next line, nói như vậy. Đi thẳng ra tới cái đèn ở phía trước. Cho thí dụ là các anh chị sẽ hiểu liền. Joe was wounded in Vietnam. Joe nó thì bị thương ở Việt Nam. Nó là lính Mỹ qua Việt Nam đánh giặc, nó bị thương.
Các anh chị nói câu này là các anh chị hiểu phải không? Đâu có cần biết là ai làm nó bị thương, phải không? Do chiến tranh đó mình hiểu liền, okay, hiểu ngầm như vậy, implied, right? Mình phải hiểu là nó bị thương trong chiến tranh, phải không? Không có cần cắt nghĩa, nó đi qua Việt Nam, nó đánh giặc rồi nó bị thương. Không cần cắt nghĩa như vậy, phải không? Right? Khái như vậy, hiểu hiểu liền ngay tại chỗ luôn. Không cần hỏi đi hỏi lại. Nhưng mà ở đây là passive voice, passive, okay? Thế bị động. Cho nó đâu có thể tự động, tự nó làm nó bị thương đâu, phải không? Nó bị thương bởi chiến tranh, thường thường như vậy. Bây giờ qua cái phần forming. Cái phần này là cái phần các anh chị sợ đó. Thường thường một bài mình có 3 phần, okay. Thứ nhất là definition, nghĩa là cắt nghĩa cho mình biết cái vấn đề đó là gì. Phần thứ hai là công thức. Mình đang học về động từ nha các anh chị. Phần thứ hai là công thức, cách thành lập cái passive làm sao, cái active làm sao. Và phần thứ ba là using. Using là cách áp dụng, khi nào mình dùng passive and khi nào mình dùng active. Cái như vậy. Và mình qua cái phần thứ hai là forming, công thức. Okay, this is the long. Cái này nó hơi dài nhưng mà tiếng Mỹ sẽ cắt nghĩa ngắn gọn lại cho các anh chị nha. The passive of an active tense is formed by putting the verb to be into the same tense as the active verb and adding past participle of the active verb. Có nghĩa là công thức nó là như vậy. Nói dài dòng chứ công thức nó là như vậy. Thường thường á, mình sẽ để cái động từ to be vô. Rồi sau động từ to be, lúc nào nó cái động từ chánh nó phải ở cái thế là past participle. Past participle thì nó có hai cách phải không các anh chị? If it in regular verb, it will be ended by ed, phải không? But for the irregular verb, stay on the third columns, right? Ví dụ như go, go, went, gone. I come to be and past participle. I am gone. Hay là I am. Hay là he, hay là it đi, is was given, mean given là it was called. Okay, động từ to call là động từ thường thì cuối cùng nó là ed, còn động từ to go là động từ bất quy tắc thì nó ở cột thứ ba, go and gone. Thân các anh chị, go and gone. Đó là past participle. Thì cái thể mà passive thì lúc nào nó cũng phải có động từ to be và đi theo với cái động từ chánh, phải ở cái cột thứ ba hoặc là phải có ed. Thế đây là cái công thức chánh để đổi từ active ra passive. Đơn giản nha. Cái này các anh chị phải thuộc lòng đó. Động từ to be với cái past participle. And tiếp tục let's see. The subject of the active verb becomes the agent of the passive verb. The agent is very often not mentioned. When it is mentioned,
It is preceded by by and played at the end of the clause. Có nghĩa là gì? Cái chủ từ nó sẽ trở thành cái túc từ. Cái agent là cái túc từ. Và thường thường á, cái túc từ đó nhiều khi nó không có mention, nó không có được mention lên. Tại mình hiểu ngầm, mình biết rồi. Thí dụ như là mình nói I paint the house, mình nói với cái người trước mặt, tôi sơn cái nhà. Hay nói với cái người trước mặt, I paint the house, hay là I painted the house. Và đó là mình nói thẳng, và mình muốn nói điệu điệu. The house is painted. Mình không cần nói là by me. Tại vì cái người trước mặt mình, cái người trước mặt biết là mình sơn cái nhà rồi, phải không? Thì mình chỉ cần nói the house is painted, không cần nói by me. Okay. Không cần nói by me. I don't know, you painted the house. You don't need to mention that. Cái gì vậy? Tôi biết là bạn sơn cái nhà rồi, không cần nói tôi là bạn sơn. Cái gì vậy? Okay, các anh chị hiểu rồi phải không? Đó là cái trường hợp, cái định nghĩa nó nói như vậy. The agent is very often not mentioned. Okay, not mentioned. And khi mà được, khi mà nó mention lên cái túc từ đó thì phải có chữ by. Okay, by me. Cái gì vậy? Đó là cái câu nó có nghĩa như vậy. Cho thí dụ nha. The house was painted by me. Cái gì vậy? The legs of the chair are broken. Những cái ghế, những cái chân của cái ghế đó thì bị gãy rồi. Ai gãy? Ai làm gãy? Khi nào mình nói cái trường hợp này các anh chị? Hả? Những cái ghế của cái chân, những cái chân của cái ghế chứ. Những cái trường hợp nào mình nói câu này các anh chị? Những cái chân ghế đó thì bị gãy rồi. Hả? Trường hợp nào mình nói câu này? Hả? Đố các anh chị đó, trường hợp nào mình nói câu này? Trường hợp là mình biết cái người đó là, mình biết ai làm gãy rồi, nhưng mà mình không muốn nói ra sợ người đó bị đòn. Thế mình cover up cho cái người nào làm cái chuyện này, khái như vậy. Ok. Và mình không có muốn nói ra. Và trường hợp thứ hai là mình không có biết ai làm gãy. Ok. Mình không có biết ai làm gãy mấy cái chân ghế. Ok. Đó là hai trường hợp mình dùng cái past self without the agent. Chị hiểu rồi phải không? Hả? À dạ, yeah, biết mà không thèm nói. Nói ra nó bị đòn chết luôn á. Đấy. Nó không muốn nói, mình cover cho nó, mình che nó, che chở cho nó. Ok. Ok, I'm gone, I have gone. Actually nó hai cái nó đều giống nhau hết trơn. Ok. Vậy thì đó kiểu như sẽ khác nghĩa. Hay là câu này. Còn trường hợp mà mình muốn nhấn mạnh về cái agent á, thì mình, trường hợp mà mình muốn nhấn mạnh, okay, this tree was planted by my grandfather. Trường hợp này tại sao mình không có nói là active mà mình nói passive? Tại mình muốn nhấn mạnh cái agent, okay, mình muốn khoe là ông nội của mình làm cái chuyện này á. Thành ra mình muốn nhấn mạnh về cái ông nội, tự hào về cái ông nội của mình, okay. Thì mình nói cái passive, right? Có những cái trường hợp mà cái gì? Thôi để đi tiếp đi, rồi các anh chị sẽ biết sao. Giờ nói nhiều trước nhiều quá các anh chị sẽ bị confused. Các anh chị hiểu cái, để mình review lại cái past participle nha. Mình còn trong bài động từ thì mình sẽ review hoài những cái chuyện này. What is participle?
Tại vì cái thì bị động đó lúc nào cũng phải dùng động từ to be với cái participle, với cái past participle. Okay. Bắt buộc mình phải nắm vững cái past participle là gì. Chúng ta tính thông qua phần này tại nhưng mà tại có người hỏi. Participle are parts, are parts of the verb used to form many verb tenses, such as present perfect, past perfect and future perfect. Thì các anh chị thấy cái perfect lúc nào nó cũng cần cái past participle. What is the past participle? Past participle is usually the same as the simple past form, which is ended in the ed in the regular verb. But if it differs, it is used irregular verbs. Có nghĩa là cái past participle thường thường nó giống như cái simple past gì đó, nghĩa là nó có cái ed ở phía sau. Mà nếu mà nó không có cái ed thì nó sẽ là động từ bất quy tắc. Thì mình sẽ viết bằng cách khác, tại nó không phải là ed nữa mà mình viết theo cách khác. Giờ mình phải thuộc lòng. Các anh chị coi câu này nha. I penned it. The house. I have painted the house. Thì các anh chị thấy cái painted ở đây and cái painted ở phía dưới. Một cái là simple past. Right? Còn một cái là past participle. Thành ra cái past participle thường thường nó có ed. Mà nếu mà nó không có ed thì nó sẽ là irregular verb. So cái pen này là regular verb, nghĩa là động từ thường. Còn cái này đó là động từ I have gone. Go, when, gone. Thì các anh chị thấy sao cái động từ chở động từ health nó là chữ gone, nó không có ed, thành ra nó sẽ là động từ bất quy tắc và mình sẽ dùng nó ở cột thứ ba. Khi mà mình học động từ bất quy tắc, các anh chị phải học ba chữ phải không, là chữ thứ ba phải không, go and gone. So mình sẽ dùng nó ở cột thứ ba, mình để nó vô. Okay, so I have gone, right? Tôi vừa mới rời. Ok rồi, đó là past participle. Anh chị hiểu rồi phải không? Có cần lặp lại cái những cái quy tắc về cách thêm ed không? Có cần ôm lại không? Có cần ôm lại không? Khi nào add ed không cần phải không? Các anh chị khác có cần không? Hả? Không cần. Rồi cảm ơn. Tại vấn đề này Tiểu My đã ôn đi ôn lại hoài trong 12 cái thì đó phải không? Các anh chị học rồi trong 12 cái thì đó. Em nhớ nha. Khi mà mình thêm ed, okay, mình phải cho nó cái ending sau là t, d, or id. Ví dụ như chữ paint thì ending sau mình để ed vô, mình phải phát âm nó thành chữ gì các anh chị? Painter hay là painter hay là painted? Yeah, painted. Okay, tại vì cuối cùng nó là âm t, cuối cùng nó là âm t hay là âm d thì mình sẽ cho nó là it, right? Painted, ended. Okay. Rồi, còn nếu mà nó là irregular verb, nghĩa là động từ bất quy tắc, thì mình phải cho nó ba chữ.
Ý nghĩa động từ to go chỉ là phải là go and gone. Nhớ nha các anh chị, phải viết ba chữ cho Tiểu My luôn. Tại mình học ôn là mình học ôn tùm lum hết một câu hai ba chuyện, phải không? Đấy. Phải không? Read, read là read là đâu phải là động từ đâu. Ok. Oh, read hả? Chọc read hả? Trong này á nha, chọc thì được, ok. Chọc thì được nhưng mà không được thử Tiểu My nha. Chọc Tiểu My thì được nhưng mà không được thử Tiểu My nha, ok. Thử là tại thua là cái chắc mất giờ, ok. Thử Tiểu My là mất giờ, ok. Right, người đẹp Chinese. Người đẹp Chinese. Ok, nhớ nha. Không được thử đó. Rồi, tiếp tục nha. Hiểu rồi nha. Một hồi làm bài tập. À, mà thấy ED thì phải cho cái ending sau. Còn thấy động từ bất quy tắc thì phải cho ba chữ. Ok. Để mình giúp các anh chị ôn bài luôn á. Rồi, bây giờ tiếp tục. Bây giờ mình đang làm công thức phải không các anh chị? Bắt đầu nha. Mình học 12 thì rồi phải không? Phải không? Phải không? Apply in different tense. Ok. Nhớ nha, công thức nè. Động từ to be cộng với cái past participle cho của động từ chánh nha các anh chị. Mình đổi từ active ra passive. Ok. Bắt đầu. Giờ thì hiện tại trước. Bây giờ câu này đi. Okay. I paint. Giờ mình làm chơi thôi, mình đừng có gì làm vô bài nó hơi khó. Okay. Mình làm chơi ở ngoài thôi, ngoài bài. Để mình cố gắng làm cái gì rất là giản dị cho các anh chị hiểu trước, nắm vững trước. Rồi từ đó mình lấy cái công thức đó mình áp dụng vô những cái câu khó thì nó cũng ra hết. Ok. Right. Hiểu không nào? Bắt đầu trước nha. I paint the house. Bây giờ muốn đổi qua cái passive. Ok. Thì mình sẽ lấy cái túc từ. Mình sẽ thành chủ từ. Đó là cái việc đầu tiên, số 1. Ok. Số 1, mình lấy túc từ sẽ làm chủ từ, từ từ red paper. Các anh chị thấy không? Các anh chị phải nghe Tiểu My trước nào, ok. Các anh chị không được à, khi nào mà Tiểu My nói xong rồi đó mà thì thí dụ thấy Tiểu My sai thì các anh chị nói lên, ok. Phải nghe Tiểu My nào. Nếu mà giỏi làm thì thôi làm một mình cho rồi đi. Một hồi cái khó đừng hỏi Tiểu My, ok. Chịu không nè? Mỹ nó nói take it easy, take it easy, take it easy. Yeah, take it easy, take it easy. Từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Ok. Thứ nhất á, mình sẽ lấy cái chủ từ làm túc từ. Thành ra trong, I mean túc từ làm chủ từ trước. Ok. Túc từ trong câu là gì? Là the house. Đấy. Từ từ các anh chị đừng có dội. Tại trong room này có rất là nhiều người cũng chưa dựng cái cách đổi này. Okay. Đừng có dội. Okay. Trước nhất mình lấy túc từ làm chủ từ. The house is, I mean, I paint the house. Right. Giờ lấy túc từ làm chủ từ. Chủ từ có nghĩa là cái chữ đứng phía trước. The house. Ok, Tiểu My nói từ từ cho các anh chị nha, đừng có dội please. Phải không? Cái câu này bây giờ mình đổi ra. Túc từ là the house, mình để nó phía trước. Đồng ý không nào? Right. Rồi. Cái thứ hai là làm mình làm gì? Các anh chị thấy cái động từ là paint nó ở cái thì gì?
nó ở cái thì gì? Hả? Ở thì hiện tại. Right? Right. Thành ra bây giờ cái công thức đó là sao chủ từ sẽ tới cái động từ to be rồi mới tới cái động từ chánh, phải không các anh chị? Phải không? Công thức á là be cộng với past participle, phải không? Thành ra ngay cái chỗ đó cái thứ hai, okay. Mình sẽ thêm động từ to be vô, ở thì hiện tại. Đồng ý không nào? Tại pen là hiện tại, phải không? Động từ chánh là hiện tại, thành ra động từ to be phải ở thì hiện tại. Là mình để chữ is vô. Đó là cái thứ hai. Đồng ý không nào? Ok, mình đi từ từ nha các anh chị. Các anh chị theo Tiểu My thì một hồi dầu cho cái câu cái thì nó khó cách mấy, các anh chị cũng sẽ thấy nó rất là dễ dàng. Okay. Rồi, cái thứ ba. Cái thứ ba nãy theo công thức là động từ to be rồi mới tới cái động từ chánh ở cái past participle. Đồng ý không nào? Now the house, so far mình có là the house is, phải không? Rồi, cái động từ chánh là động từ gì? Động từ to paint, phải không? Là sơn, phải không? Động từ chánh có nghĩa là cái hành động ở trong câu, right? Thành ra động từ to paint là sơn, phải không? So ở past participle nó sẽ là gì các anh chị? Đây là động từ thường, right? Thành ra past participle mình chỉ thêm ed mà thôi. Nghĩ không nào? Thành ra mình sẽ có cái câu như vậy, right? Đó là cái thứ ba. Đổi cái động từ chánh thành past participle. Đó là cái luật thứ ba, cái step thứ ba. Tới cái step thứ tư, mình sẽ lấy cái chủ từ làm cái túc từ, và mình phải để đằng trước nó là chữ by. Ok, thấy không? By me gì? Right, cái thứ tư mình sẽ lấy. Các anh chị post lại cái câu active cho các anh, cho mọi người thấy đi please. I paint the house. Các anh chị post lại cái câu đó đi. I paint the house. Yes. Cái step thứ tư đó là mình sẽ lấy cái chủ từ làm túc từ và đứng trước nó lúc nào nó cũng sẽ là chữ by. Ok, phải để chữ by phía trước. Nhớ nha, khi mà các anh chị lấy chủ từ làm túc từ bắt buộc phải có chữ by. Ok, so câu này sẽ thành là step thứ tư. The house, okay, is painted by gì ở đây? Me hay là by my hay là by I? Hả? Tại sao là by me? Tại sao là by me mà không phải là by I hay là không phải là by my? Để mình cắt nghĩa luôn cho các anh chị nào chưa có nắm vững cái chỗ này. Hả? Hả? Không thể nào là by my được. By my là sở hữu khách, là by của tôi, cái tự nhiên bởi của tôi là gì? Thành ra cái chữ my đó sai. Thế by I là gì? By I là subject pronoun. Khi mà mình nói subject pronoun phải để ở phía trước, không có ai để ở phía sau hết trơn. Thành ra mình nói ở đây by I là sai luôn, phải không các anh chị? Phải không? Thành ra trường hợp này mình sẽ còn một chữ thôi là mình sẽ nói là by me. Thế okay. Đồng ý không nè? Tiếng Mỹ cách nghĩa tại sao không phải là by my, mà tại sao không phải là by I, mà bắt buộc phải là by me. Okay. Tại vì chữ me nó làm túc từ, mình gọi nó là túc từ đại danh từ. Okay. Anh chị không được confuse nha. Khi là túc từ thì lúc nào nó cũng là me, you, gì nữa? Us, phải không? Me, you, us, right? Yeah, him, her, and them. Nhớ không? Đó là túc từ đại danh từ.
me, you, her, him, it. Thấy không? It and us, you and them. Mình đã học cái này trong bài đại danh từ rồi, pronoun rồi. So ở đây là bài me. Đây là step cuối cùng. Các anh chị nhớ rồi chưa? Trước nhất á, là mình lấy túc từ làm chủ từ, là the house là túc từ. Thứ hai đó, mình sẽ để động từ to be vô liền. Và động từ to be phải chia theo cái thì chánh của cái câu active. Các anh chị đánh ra cái câu active dùm tiểu mi đi. I paint the house. Đánh lại cái câu active đi. Please. Tiểu mi cắt nghĩa rất là chậm rãi để cho các anh chị nắm vững cái luật trước đã. Bây giờ tiểu mi nói lại nè. Thank you. Trước nhất á, là mình sẽ lấy túc từ là the house làm chủ từ đem ra phía trước. Phải không? Rồi tới liền là cái động từ liền. Right? Cái động từ to be theo cái công thức là be cộng với cái past participle của động từ chính. I'm sorry. Cái thứ hai là mình phải chia cái động từ to be. Nhớ nha các anh chị, cái này quan trọng nha. Mình chia cái động từ to be theo cái thì chánh của cái câu active. Cái câu active là động từ là pen, right? Nó là hiện tại. Thành ra mình phải chia cái động từ to be ở thì hiện tại và đi theo cái chủ từ của nó là is, là the house, phải là is. Okay. Rồi cái động từ chánh là paint, mình phải đổi nó thành past participle. Trong cái trường hợp này động từ chánh nó là động từ thường, thành ra mình thêm ed. Right? Và cuối cùng đó là mình sẽ đổi chủ từ đem ra phía sau. Và chủ từ nếu mà đem ra phía sau nó sẽ thành túc từ đại danh từ. Là chữ mi, nãy chữ mi mới cắt nghĩa rồi. Và khi mà mình bắt buộc mình lấy chủ từ mà đổi thành túc từ thì đứng trước nó phải là chữ bài. Thế dễ phải không các anh chị? Right. Rồi bây giờ làm câu này, giờ tự các anh chị làm nha. Và tự các anh chị làm nha. Theo bốn cái luật đó. Khó đâu khó của gấu. They broke the window. Trước nhất lấy túc từ làm chủ từ là the window. Right. Sau đó mình sẽ chia cái động từ to be theo cái thì chánh của cái động từ chánh. Thì ở đây là broke là quá khứ phải không? Mình phải thuộc nha. Break, broke, right? Broken. Mình phải thuộc ba chữ. So quá khứ là cái cột chính giữa là chữ broke. Thành ra mình sẽ chia động từ to be theo thì quá khứ và đi với cái chủ từ nó sẽ là window. Thành ra động từ to be sẽ trở thành chữ was. Tại nó là quá khứ, right? Rồi cái động từ chính là break, là broke phải không? Mình phải đổi nó thành past participle là cột thứ ba. Break, broke, broken, right? Thành ra mình sẽ có cái công thức là was broken, right? Rồi cái túc từ đem ra phía sau chữ they sẽ thành chữ them. Và khi mà mình đổi nó ra phía sau thì bắt buộc phải có chữ by. Ok, rồi chưa? Đó là bốn cái step mà các anh chị sẽ theo. Ok. Bây giờ tiếp tục nha. Đó là quá khứ rồi phải không? Đấy. Bây giờ câu này nha. The house. Ok. Nãy I, bây giờ cũng là cái câu đi. I painted the house. Chị làm câu này đi. Mình đi từ hiện tại, quá khứ. Mình đi 12 thì luôn cho rồi đi. Ok. Mình làm 12 thì luôn nha.
Ok, rồi good. Các anh chị hiểu rồi phải không? Bây giờ I am panic. Panic. No, phải không? Yeah, I am panicking the house. Giờ mình làm cả 12 thì nha, coi các anh chị làm sao. Rất là dễ các anh chị. Đây là present present continuous. Wait a minute, okay, wait a minute. Rồi, bắt đầu nha. Bắt đầu nha. Trước nhất á, là mình can keep posting the active sentence please. Okay, trước nhất á, mình lấy chủ từ, mình đem ra phía trước. I mean, tục từ đem ra phía trước phải không? Là the house, phải không? Right, the house. Okay, rồi. Tới cái động từ to be phải không? Phải không? Động từ to be nó ở cái thể gì? Continuous. Phải không các anh chị? Right. Ok. Nếu mà mình nói theo cái công thức hồi nãy đó thì the house is, phải không? Ở cái thể continuous là gì? Là gì? Động từ to be ở cái thể continuous là gì? Hả? Là being. Thấy không? Là sai bét rồi. Tại sao các anh chị có chữ is ở đây nữa? Hả? Thấy không? Being. Panic. Đấy. Thành ra cái vấn đề ở chỗ này là vấn đề ở chỗ đây tại sao mà không có chữ is ở đây các anh chị? Hả? À, nếu mà mình theo cái công thức mà nãy Tiểu My mới vừa nói đó. Ok, Tiểu My phải cắt nghĩa rõ ràng cho các anh chị. Tại sao có is ở đây mới đúng? Is ở đâu lọt vô vậy? Hả? Theo công thức đó là sau cái tục từ đem ra làm chủ từ. Cái rắc rối là chỗ này mà các anh chị nắm vững được chỗ này thì nào các anh chị làm cũng được hết trơn á. Ok. Is đâu? Nãy mới vừa nói mà. Ok, the house being. Ok, nãy mới vừa nói mà. Being, tended, right? Theo công thức thì động từ to be phải ở cái thể continuous. Đồng ý không nào? Right? Being tended. Right? Ở cái thể continuous và động từ chính ở cái thì mà past participle. Right? Rồi mới tới cái bài me. Vậy cái chữ is ở đâu lọt vô vậy? Hả? Trả lời đi. Chữ is ở đâu lọt vô vậy? Tại sao phải có chữ is ở đó? Nếu các anh chị nào trả lời đúng thì mới được. Hả? Tại sao có chữ is vậy? Giỡn hoài. Đâu phải is đấy, đâu phải là bằng be đâu. Mình đã nói theo công thức rồi mà. Công thức phải chia theo cái thì của cái động từ chánh. Và cái thì của động từ chánh là nó ở cái thì continuous. Đồng ý không nào? Right. Thấy không nào? Ok. Thành ra cái động từ to be thể ở cái thì continuous sẽ là being. Ok. Vậy tại sao có chữ is ở đây? Thua rồi phải không? Chịu thua rồi phải không? Hả? Chịu thua đi. Chịu thua đi. See, hồi nãy chưa gì hết là các anh chị đã dội dã post ra tùm lum rồi. Tiểu My nói từ từ, từ từ, chuyện gì có đó, chuyện gì có đó. Không, không nói là hiện tại tiếp diễn. Mà cái câu trả lời hay nhất là nếu mà trong câu có bất cứ cái trợ động từ nào
thì mình sẽ lặp lại cái chỗ động từ đó trước động từ to be. Nhớ nha các anh chị, cái này nó nói như vậy thì nó rất là dễ nhớ hơn là các anh chị nói oh nó là continuous, oh nó là perfect, oh nó là perfect continuous, sẽ làm cho các anh chị lộn xộn. Các anh chị hiểu không? Nhưng mà nếu mà các anh chị nhớ như Tiểu My nói thì bảo đảm với các anh chị thì nào các anh chị làm cũng được. Thế đừng, nếu mà trong câu nó có bất cứ cái chợ động từ nào thì mình phải lặp lại cái chợ động từ đó rồi mới dùng cái luật là be cộng với past participle. Ok, không cần nói công thức gì hết đó. Nếu trong câu có bất cứ chợ động từ nào thì mình phải lặp lại cái chợ động từ đó trước khi mà mình chia cái động từ to be với cái động từ chánh. Thế okay. Chị suy nghĩ coi đúng không? Câu Tiểu My mention ra rất là giản dị chứ không cần nhớ không cần chia theo cái thì của nó. Thế okay. Các chị nhớ trong một câu chỉ có một động từ chánh thôi, những cái động từ đi theo nó đều là trợ động từ hết. Ok, yes, cảm ơn Đạt Nguyễn. Thì các anh chị coi lại câu này, I pen, I am penning, I am penning. Sao viết hoài không đúng vậy ta? The house. Thì các anh chị thấy cái chữ em này là trợ động từ, đồng ý không nào? Phải không? Chữ em này là trợ động từ. Động từ chánh sẽ là động từ to pen, right? Thành ra bây giờ theo luật nè, mình lấy tước từ làm chủ từ trước, right? Rồi, mình thấy mình sẽ lặp lại cái chợ động từ là am, phải không? Nhưng mà nó phải đi theo cái chủ từ là house, thành ra chợ động từ nó sẽ là is, right? Rồi, mình mới để cái động từ to be vô ở cái thì continuous, phải không? Đồng ý không nào? Động từ to be phải chia theo cái thì của cái động từ chánh là continuous, right? So the house theo thứ tự is painted, right? Còn động từ chánh sẽ là past participle. Oh no, động từ to be trước chứ, là theo động từ chánh là continuous, phải không? Thành ra nó sẽ trở thành is being, right? Rồi sau động từ to be mới tới cái past participle là painted, okay? Là painted. The house. Yeah, không cần nhớ công thức gì hết trơn đó. Bất cứ cái thì nào các anh chị cũng dùng cái cách này. Ok, Tiểu My nói rồi, học với Tiểu My thì cái gì nó cũng trở nên dễ hết trơn á, right? Painted by me. Ok, rồi thành ra cái câu tại sao có cái động từ to be ở đó, tại vì nó là trợ động từ, mình phải lặp lại thôi. Ok, rồi bây giờ đó là thì present continuous. Bây giờ qua cái perfect nè. I have painted the house. Rồi các anh chị làm câu này đi. Đây là present perfect, ok? Làm đi. Nhớ nha, làm theo công thức Tiểu My mới vừa nói đó. Rồi, bây giờ tại sao có câu này? Bây giờ mình làm thử nha, từ từ nha. Tước từ làm chủ từ, đẹp thứ nhất, right? Rồi sau đó tới động từ, phải không các anh chị? Từ từ các anh chị. Rồi, bây giờ ở trong câu nó có trợ động từ là health, right không? Health pendant. So, pendant mới là động từ chánh, còn health đó là trợ động từ. Ok? Thành ra mình phải lặp lại cái trợ động từ. Và khi mình lặp lại trợ động từ thì nó phải đi theo cái chủ từ mới của nó là the house, thấy không? And the house mình trợ động từ
Have là sẽ trở thành has. Đồng ý không nào? Right. Rồi tiếp tục. Cái động từ chánh nó ở cái thì gì các anh chị? Nó ở cái thì past participle, chứ không phải thì past tense nha các anh chị. Tại vì nó đi theo động từ to have, thành ra trở động, cái động từ chánh nó ở cái thì past participle. Right. So bây giờ tới động từ to be phải không? Past participle của động từ to be là been. Phải không? Be, was, were là past, and been là past participle. Phải không? Thành ra kế đó là mình chia động từ to be. Right. Thành ra mình sẽ có chữ been. Okay. Has been. Phải không? Động từ to be mà. Right. Rồi sau động từ to be thì tới động từ chánh phải ở cái thì past participle luôn. Thấy không? Thành ra sẽ mình sẽ có là painted. Right? So cái câu the house has been painted by me. Quá dễ không các anh chị? Nhớ nha, trong câu có bao nhiêu trợ động từ, mình chỉ lặp lại cái trợ động từ mà thôi. Ok. Rồi bây giờ cái này là perfect right? Bây giờ mình sẽ qua cái thì present perfect continuous. I have been painted. I mean painting. Right? I have been painting the house. Rồi các anh chị làm này đi. Cứ theo thứ tự như cô Tí Mi nói, trước nhất không được hả? Không được hả? Theo thứ tự nè, từ từ các anh chị. I'm sorry. Từ từ nha. Nhiều khi cái nghĩa nó hơi cầu kỳ, nhưng mà mình chỉ muốn áp dụng công thức thôi, okay? Chứ không cần cái meaning. Các anh chị ignore cái meaning đi. The house, okay? Bắt đầu mình đổi cái túc từ làm chủ từ, right? Có bao nhiêu cái trợ động từ ở đây? Hả? Có bao nhiêu trợ động từ ở đây? Hai, phải không? Mình lặp lại hai cái trợ động từ đó đi. Phải không? Mình lặp lại hai trợ động từ đó đi. Để mình nói rồi có bao nhiêu trợ động từ thì mình cứ lặp lại hai cái trợ động từ đó đi theo cái chủ từ mới là the house. Phải không? Thành ra the house have been thì nó sẽ trở thành has been. Phải không? The house phải là has been. Mình lặp lại cái trợ động từ mà. Mà mình có hai trợ động từ, thành ra mình cũng lặp lại hai trợ động từ đó. Thay vì have been thì mình sẽ nói là has been. Thấy không? Đó là cái step thứ hai. Rồi bây giờ mình mới bắt đầu chia cái động từ to be. Và ở trường hợp này động từ to be nó ở thì gì các anh chị? Chia động từ to be theo cái động từ chánh nha. Ok. Thấy không? No, sorry. Have been being. Mình có tất cả ba cái trợ động từ mà. Phải không? Đâu phải hai đâu. Ba cái trợ động từ luôn. Đâu phải hai đâu. Have been being đều là trợ động từ hết. Phải không các anh chị? Mình có ba trợ động từ mà. Sau đây mình sẽ có là the house has been, phải không? Being. Cái câu đó đâu mất tiêu rồi. Has been being, phải không? Phải không? Right. Rồi bây giờ mới tới cái động từ chánh, động từ to be chia theo cái trợ động từ chánh. Phải không? Phải không các anh chị? Động từ to be chia theo
Cái động từ chánh là cái động từ chánh ở cái thể gì? Thành ra cái câu này tới đây mình không có chia được nữa. Okay. Mình không thể chia thêm được nữa. Thành ra câu này không được đổi thành gọi là cái gì? Continuous. Mình gọi là perfect continuous được. Okay. Yes, okay. Đó là ý Tiểu My muốn chứng minh cho các anh chị thấy. Nếu mà mình chia thêm đó là nó không có make sense. Tại vì mình chia thêm thì nó ở cái thì là cái câu này nó ở cái thì là both. Cái động từ chánh là painted, being painted. Nó ở cái thì continuous, phải không? Perfect continuous. Thành ra mình không có chia được nữa. Tại vì nếu mà mình thêm chữ being vô nữa thì nó sẽ, không lẽ mình chia là being, 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 being nữa. Thành ra câu này stop right there. Okay. Thành ra câu này không đổi được. Chỉ đổi được cái thì perfect mà thôi, chứ không có đổi được perfect. Có nhiều cái câu mình không thể đổi thành perfect continuous nha các anh chị, cho cái past self. Các chị hiểu rồi phải không? Khi nào mình biết không đổi được là mình cứ add hết trơn cái trở động từ đi, rồi mình mới bắt đầu mình chia cái động từ to be với lại cái past. Mình mới bắt đầu theo công thức. Mà nếu mà các anh chị thấy không theo công thức được thì cái câu đó không thể chia. Cái thì cuối cùng của bất cứ cái thì nào là gọi là gì? Perfect continuous. Okay. Một hồi trong bài nó sẽ có nhiều cho các anh chị. Thí dụ khi mình stop ra đi, một hồi trong bài nó có cái mục này sẽ cắt nghĩa rõ hơn. Đó là perfect continuous, simple perfect continuous. Bây giờ qua past nha. Mình làm 12 thì luôn. Qua past nha. I painted. Chỉ là câu này. Trước cứ các anh chị cứ làm, Tiểu My cứ cắt nghĩa, ok, cho các anh chị nào chưa nắm vững. Cái step thứ nhất, cái bước đầu tiên mình đổi cái chủ túc từ ra đằng trước làm chủ từ. Rồi cái step thứ hai, không có cái động từ to, không có trở động từ thì mình theo cái công thức liền là động từ to be cộng với past participle, phải không? Thành ra đây mình sẽ chia động từ to be theo cái thì quá khứ của động từ, theo cái thì của động từ chánh là quá khứ, phải không? Thành ra sẽ là the house. Và nhớ nha, động từ to be chia theo động từ chánh nhưng nó phải đi theo cái chủ từ mới của nó là house. Ở đây sẽ là was, right? Đó là cái step thứ hai. Chia động từ to be theo cái thì của động từ chánh là quá khứ. Và động từ to be nó phải đi theo cái chủ từ mới là the house, sẽ là chữ was. Okay. Rồi, cái động từ chánh là paint, right? Mình phải đổi nó thành past participle, có nghĩa là không có thay đổi, mình thêm ed, thấy không? The house was painted by me. And chủ từ là I đổi thành me ở phía sau với chữ by. Okay. Các anh chị cứ post cái câu của các anh chị ra rồi Tiểu My cứ từ từ cắt nghĩa rồi check lại coi có giống các anh chị hay không. Okay. Rồi đó là past simple past. Bây giờ continuous. I was painted. No, yeah, past continuous, right? I was painted your house. Cứ chỉ đổi câu này đi. Đây là past continuous tense. Trước nhất mình đem cái túc từ ra đằng trước. Step thứ nhất, right? Step thứ hai, trong câu mình có trở động từ, phải không? Chữ was, phải không? Trong câu có trở động từ là chữ was, phải không? Right? Và nên mình sẽ lặp lại cái trở động từ đó
the house. Nhớ trở động từ lặp lại nhưng mà phải đi theo cái chủ từ mới là the house nha. Was, right? Rồi. Kế đó là mình sẽ chia cái động từ to be. Phải không? Theo cái thì của cái động từ chánh. Cái thì của cái động từ chánh là gì? À, đâu cái câu mới đâu rồi? Cái thì của động từ chánh là thì gì các anh chị? The house. Cái câu chánh đâu? I'm sorry. What I'm doing? Để mình sai rồi. I. Cái thì thứ hai, I was spending. Okay. Để mình post sai rồi. I was spending the house. Okay. Sorry. Trở lại nha. Cái câu là tôi đang sơn cái nhà. Yeah. Sorry. Trở lại nha. Đây là cái thì past continuous. Phải không nè? Right. Yeah. Bây giờ mình đổi câu này đi thành thành passive. Đây là active, mình đổi thành passive. Thứ nhất là mình đem cái tốc từ ra đằng trước, thấy không? Thứ hai mình có cái trở động từ là was, thấy không? Mình sẽ lặp lại. Lặp lại theo cái chủ từ chánh, ok? So the house, đó là cái step thứ hai. Was, right? Mình lặp lại. Step thứ ba là mình dùng công thức liền. Sau khi mình lặp lại trở động từ thì mình áp dụng công thức. Công thức là động từ to be. Và động từ to be phải chia theo cái động từ chánh ở cái thì gì? Nó đang ở cái thì continuous, phải không các anh chị? Đúng không? And that động từ to be cũng phải ở cái thì continuous. And that cái step thứ ba sẽ là the house was being. Thấy không các anh chị? Đây là động từ to be. Continuous của động từ to be. Rồi cái step thứ tư đó là động từ chánh phải ở cái thì past participle. Là đây là động từ thường, mình chỉ thêm ed vậy mà thôi, phải không? So câu mới mình sẽ có là the house was being painted, right? By me. Các anh chị check cái word của các anh chị nha. Rồi bây giờ mình qua cái thì thứ ba của past là perfect, phải không? Past perfect tense thì mình có cái câu là I have painted the house. Các anh chị đổi câu này đi. Trước nhất lấy tốt từ làm chủ từ, right? Thứ hai mình có trở động từ to help, phải không? Mình phải lặp lại cái trở động từ đó và trở động từ đó phải đi theo cái chủ từ mới là the house. So help sẽ trở thành his. Please. Chia theo cái chủ từ mới nha các anh chị. His. Okay. Right. Rồi, khi mà mình đã lặp lại trở động từ rồi, bây giờ mình mới tới dùng công thức. So công thức là động từ to be, phải không? Động từ to be phải chia theo cái động từ chánh ở cái thì gì? Ở đây nó sẽ là cái thì perfect, phải không các anh chị? Nhớ nha. Ở đây nó là cái thì perfect chứ không phải là past nha. Tại help painted, right? Thành ra mình sẽ có cái chữ mới nữa là has been, right? Perfect nghĩa là past participle, right? Của động từ to be là be, was, were and been, phải không? Các anh chị phải thuộc lòng công thức mới được. Rồi, đó là động từ to be. Bây giờ cái động từ chánh phải là past participle, dĩ nhiên nó sẽ là painted. Mình keep repeating that. Has been painted, okay, by me. Right. Ok, rồi tiếp tục là perfect continuous.
mình bị stuck ở đây tại nãy mình chứng minh rồi. Okay. Mình không thể nào chia thêm được nữa tại vì nó sẽ so complicated. Và không có ai chia cách này hết trơn. Cái cuối cùng đó là past perfect continuous, nó như vậy. I was I have been painting the house. Okay, chị. I mean past, I'm sorry. I had been painting the house. Thấy không? Đây là mới là past perfect continuous, right? Bây giờ mình chia thử coi nó có bị stuck không nha. Trước nhất cái chủ từ đem ra phía trước, I mean cái tốt từ đem ra phía trước. Rồi trong câu nó có tất cả là hai cái trợ động từ, phải không? Phải không nè, had and been, right? Painting là động từ chính. Sau mình lặp lại hai cái trợ động từ đó và chia theo cái chủ từ mới là the house. Sau mình cũng vẫn là the house had been, phải không các anh chị? Right? Mình lặp lại trợ động từ mà, phải không? Rồi bây giờ mình mới theo công thức là động từ to be, phải không? Right? Động từ to be. Và động từ to be phải chia theo cái thì của cái động từ chánh là had been painting. Thành ra nếu mà bây giờ mà mình chia theo cái thì chánh của động từ to paint đó, mình chia không được. Anh chị đồng ý nào? Không lẽ mình lặp lại là been, being painted. Anh chị thấy không? Nó rắc rối thêm nữa. Mình có hai chữ pin hoặc là mình có hai chữ had. Thành ra nó không được. Thành ra mình stuck ở đây. Khi mà stuck ở đây thì không có ai làm cách này hết trơn. Ok. Để một hồi trong bài nó có cái đoạn này, Tiểu My sẽ cắt nghĩa thêm cho các anh chị. Anh chị hiểu rồi phải không? Ở đây các anh chị làm sao chia thêm cái hạt biên painting được, right? Thành ra mình bị stuck ở đây, không có lặp lại. Trong một câu không có được lặp lại hai cái trợ động từ hay là hai cái động từ. Mình không có thể mình nói hạt biên biên, hạt biên biên painting, rồi đại khái như vậy. Okay? Thành ra coi như không có ai dùng cái thì mà perfect continuous cho passive voice hết trường. Chị nhớ câu này nha. Không có ai dùng cái perfect continuous cho passive future. Ok. Cái này chưa tới. Mình đang nói về công thức thôi. Các anh chị từ từ nha các anh chị. Chuyện bài của Tiểu My đó soạn rớt là trong nhiều cuốn sách không có miss cái phần nào hết trơn á. Ok. Chỉ chưa mention tới thôi. Ok. Yeah, từ từ. Take it easy, take it easy, take it easy. Mình đang làm cái công thức. Ok. Mình chỉ đang áp dụng công thức. And then mình đang stay in here. We have to stay in here. Rồi, đó là past rồi phải không? Bây giờ tới future. Đồng ý không nào? Giờ tới future. I will paint the house. Đây là simple future, các anh chị làm đi. Trước nhất tốt từ đem ra phía trước, phải không? Right. Tốt từ đem ra phía trước. Rồi con trong câu nó có trợ động từ will, phải không? Đồng ý không nào? Các anh chị cứ post câu trả lời đi rồi Tiểu My cũng cắt nghĩa từ từ rồi. Eventually check your work, okay? Check thử coi các anh chị giúp làm có đúng hay không, right? Thứ hai đó là có trợ động từ will, mình sẽ lặp lại cái trợ động từ đó, okay? Hiểu chưa? Rồi. Cái thứ ba đó là mình sẽ dùng công thức sau khi các anh chị lặp lại trợ động từ rồi, mình mới áp dụng công thức là be cộng với past participle. Mà động từ to be nó phải chia theo cái động từ
cái thì của cái động từ chánh là pen, phải không? Phải không? Thành ra ở đây sẽ là hiện tại, phải không? Nó ở hiện tại, right? Thành ra động từ to be sẽ ở hiện tại luôn. The house will be, right? Rồi cái động từ chánh sẽ là past participle, bắt buộc, phải không? And then phải thêm ed. The house will be painted, right? Rồi mình mới đem tốt từ ra đằng sau với chữ bài. Check your work. Đó là future symbol. And các anh chị nhớ future symbol mình có 3 cách tất cả. Sợ chưa? Thứ nhất là mình dùng chữ will. Thứ hai là mình dùng cái present symbol present. I mean symbol present continuous, phải không? Cái vấn đề đó Phan đã, vấn đề cần hay không Phan đã, mình đang nói về công thức. Ok, mình đang nói về công thức. Các anh chị từ từ nha, đừng có hỏi vấn đề khác, chỉ hỏi về công thức mà thôi. Ok, cái cách áp dụng đó, công thức á. Các anh chị coi câu này. I will paint the house. I am painting the house soon. I am going to paint the house. Ba câu này đều là future future symbol hết. Mình học trong bài rồi phải không? Trong cái thì future, right? Thành ra future mình có 3 cách nói. Một là mình dùng chữ will. Hai là mình dùng cái present continuous, cũng là future luôn. Và ba là mình dùng be going to, cũng là future luôn. Nhưng mà 3 cách này mình dùng trong 3 trường hợp. Chữ will đó là thường thường hước cuội. Các anh chị nhớ không? Tiểu My cứ keep repeating. Chữ will là mình chỉ giọt miệng mình nói ra thôi, chứ không có cái gì mà chắc chắn hết trơn á. Ồ, tôi sẽ sơn cái nhà. Nhưng mà lấy đó on mình mệt quá, mình không thèm sơn, hay là mình đổi ý, mình làm chuyện khác. Right? Còn cái present continuous, I am painting the house soon, có nghĩa là mình có cái hoạch định rồi, mình có cái dự định rồi, mình có cái tính toán trước rồi. Thành ra mình dùng chữ soon. Soon là 5 phút nữa, 10 phút nữa, giỏi lắm nửa tiếng nữa. Okay. Thành ra cái thì mà I am painting the house đấy không phải là present mà nó là future. Okay. Right. Còn cái be going to có nghĩa là I'm going to paint đó, nó cũng là future luôn, phải không? Nhưng mà khi nào mình dùng cái này mình có cái hoạch định rồi, có cái dự định mình làm chuyện đó rồi, nhưng mà làm khi nào mình không biết, nhưng mà chắc chắn mình phải làm tại vì mình có cái dự định rồi. Okay. Còn làm khi nào thì không biết, có thể là ngày mai, có thể là 2 ngày nữa, cũng có thể là bây giờ mình dự định mình nói ra. Okay. Còn cái khi nào làm thì không biết, nhưng mà nó có cái dự định. Còn cái chữ will đó là mình mới vừa quyết định ngay tại chỗ thôi, phải không các anh chị? Right. Rồi các anh chị hiểu vấn đề này rồi phải không? Rồi bây giờ mình làm công thức. Okay. Bây giờ đổi câu này thành passive. Đây cũng là future nha. Trước nhất lấy chủ từ, mấy cái chữ dư thừa, mấy cái chữ mà pronoun soon đồ này kia đó để ra phía sau, bỏ nó ra một bên. Ok. Trước nhất lấy cái túc từ làm chủ từ. The house, phải không? Right. Rồi ở trong câu nó có cái trợ động từ là am. Mình sẽ lặp lại cái trợ động từ và nó phải đi theo cái chủ từ mới là the house. So kế tiếp nghĩa là the house is, phải không? Lặp lại cái trợ động từ, right? Rồi bây giờ mình mới chia động từ to be.
Động từ to be chia theo cái động từ chính là pending. Nó an đang ở cái thì continuous. Không? So động từ to be mình cũng thêm in luôn. So the house is being. Right? Đó. Rồi sau động từ to be thì phải là động từ chính ở cái thì past participle. Có nghĩa là thêm ed. Okay. The house is being pending. I mean pending. Rồi. Chủ từ làm tốt từ với chữ by. And thiếu rồi, rồi mình mới để chữ soon cuối cùng. Okay. Cái gì mà không thay đổi mình để cuối cùng. Right. The house is, mình nói viết sai rồi, không có nhìn cái keyboard. Penning, I mean penned by me soon. Các anh chị nhớ làm nha, kiểu mình cắt nghĩa từ từ nhưng mà các anh chị cứ post cái câu của các anh chị ra. Ok, đó là thì future symbol. Right. Bây giờ cách thứ ba của future symbol là I am going to paint the house. Không cần để thời gian vô. Ok. Giờ đổi câu này đi. Các anh chị cứ tự nhiên post câu ra tìm hiểu cách nghĩa từ từ nha. Trước nhất mình lấy tốt từ mình để ra phía trước. Right. Rồi mình lặp lại hết những cái trợ động từ. Phải không? So I'm going to là trợ động từ. Nghĩa là trong câu chỉ có một động từ chính thôi. Những cái gì mà đi theo cái động từ đó đều là trợ động từ hết. Phải không? Thành ra mình cứ lặp lại cái trợ động từ đó. Phải không? Và đi theo chủ từ mới là the house. So the house is going to. Right? To. Right? Rồi, bây giờ mình mới dùng công thức be cộng với cái động từ chính past participle. Động từ to be phải chia theo cái thì của động từ chính là pen. Pen ở đây nó sẽ là hiện tại, phải không? Nên là động từ to be hiện tại sẽ là to be. Phải không? Rồi, thành ra mình sẽ có cái câu mới là the house is going to. Đây là mới là trợ động từ thôi. Bây giờ mình mới thêm động từ to be vô nè. The house is going to be. Be ở đây sẽ là thì hiện tại, tại vì pen ở đây cũng là hiện tại, phải không? Rồi, bây giờ động từ chính phải ở cái thì past participle. Nên mình có câu mới là is going to be painted, right? Rồi cuối cùng là thêm by me, phải không? Is going to be painted. By me. Các chị cứ theo cái công thức mà Tiểu Miên chỉ cho các anh chị thì bất cứ cái thì nào các anh chị cũng làm được hết trơn. Đồng ý không nào? Đấy. Say yes đi please. Để mình qua cái mới. Bây giờ mới thấy dễ rồi phải không? Bây giờ mới thấy dễ rồi phải không? Right? Rồi biết đó là future symbol nha, mới có future thôi. Bây giờ qua cái future continuous. I will be painted. I mean painting the house. Thử coi các anh chị làm được không nha. Đây là future continuous. I will be painting the house. Cái future continuous á, mình dùng chữ will cũng được, hay là mình dùng chữ mình dùng cái be going to cũng được nha các anh chị. Nó không có make difference giống như là future symbol. Không phải là will là mới vừa nói ra dự định, còn còn I'm going to be pending là có kế hoạch, không phải nha. Nó chỉ áp dụng cho cái future symbol thôi. Ok.
chị hiểu không? Còn những cái thì khác thì chữ will với chữ be going to the same thing. Okay. Rồi các anh chị làm câu này đi. Trước nhất lấy túc từ làm chủ từ. Okay. Theo công thức tiểu mi đi Angry Tiger. Rồi mình mới lặp lại cái trợ động từ. Trong câu có bao nhiêu trợ động từ? Hả? Trong câu chánh có bao nhiêu trợ động từ? Có hai, phải không? Là will and be, phải không? Là will and be. Thành ra mình sẽ lặp lại hai cái trợ động từ đó. Rất dễ các anh chị. Hay là tại các anh chị không biết trợ động từ là gì? Tất cả những cái động từ mà đi theo cái động từ chánh đều là trợ động từ hết. Ok, thành ra các anh chị viết lại cái câu active đi please. Viết lại cái câu active rồi tiểu mi chỉ cho các anh chị rõ hơn. I will be painting the house. Viết lại đi please. Yeah. Thì các anh chị thấy động từ chánh là động từ to paint. Và những cái động từ đi theo nó đều là trợ động từ hết. Thành ra mình có will với be là trợ động từ. Phải không? Thành ra mình lặp lại cái trợ động từ đó. Will be. Right? Rồi bây giờ mình mới chia cái động từ to be. Giờ mình mới thật sự áp dụng công thức. Có nghĩa là các anh chị phải lặp lại trợ động từ trước rồi mới áp dụng công thức. Thành ra công thức ở đây là đầu tiên là động từ to be. Và mình phải chia cái động từ to be theo cái thì chánh của cái động từ chánh. Thì chánh của động từ là pending, phải không? Phải không các anh chị? Pending, right? Trong câu active đó. Thành ra thì chánh ở đây nó sẽ là continuous, right? Thành ra động từ to be cũng phải ở continuous. Will be being, phải không? Right? Đó là cái step thứ tư. Rồi sau động từ to be thì động từ chánh phải ở thì past participle. Right? The house will be being painted by me. And step thứ năm luôn. Các anh chị thấy dễ không nè? Nãy giờ chị mới nói hết nước miếng luôn á. Khô cổ luôn á. Các anh chị thấy dễ không nè? Cứ theo công thức của chị My là bất cứ thì nào mình làm cũng được. Right? Được. Đó là công thức. Okay, đó là cái cách mà mình chuyển. Bây giờ thay vì chữ will, cái chữ will này thường thường nó cũng là be going to nha các anh chị, mà be đây phải chia theo cái chủ từ. Ok, thay vì mình nói I will be painting, ok, thì mình sẽ nói là I am going to be painting, không? Thay vì mình nói I going to be nữa mà câu chánh à, I à, câu chánh à, các anh chị nhớ nó là I'm going to painting, không ai nói I'm going to painting nha. Bây giờ tiếng Anh từ từ nè các anh chị coi nè, đừng có post ra nữa please, để tiếng Anh post hai câu cho các anh chị luôn. I will be painting the house, hay là mình dùng be going to nè, I am going to, phải không? I'm going có nghĩa là I will rồi, phải không? Thành ra mình còn thiếu cái chữ, rồi mình mới lặp lại ở phía sau. Anh chị đồng ý không nè? Cái will nó bằng cái I'm going to, right? Thành ra nếu mình muốn dùng be going to thì mình phải viết như vậy. I, anh chị thấy điểm đó không? I am going to, rồi mình mới thêm là be
painting the house. Các chị không có được confused nha. Cái I'm going to mới là chữ will thôi. Okay, mới là chữ will thôi. Right, mới chưa có chữ be. Thấy không? Thành ra mình phải lặp lại cái chữ be painting the house. Chị hiểu không? Mình substitute chữ will by I'm going to. Thấy không? Có, ok. Các chị hiểu, các chị thấy cái điểm này không? Cái I'm going to mới thấy cái chữ will thôi. Right? Cái chữ will cũng được, I'm going to cũng được. Ok, nó không có make different. Các anh chị thấy điều này chưa? Ok. Rồi, hiểu tới đây rồi. Right. Rồi, bây giờ các anh chị đổi câu này. Ok. Và nói will cho nhanh. Ok. Chỉ có một cái trường hợp I'm going to be panic. Các anh chị thấy nếu mà nói cái trường hợp này nó rắc rối. Painting the house. Nó là I misspell right there. I will be painting the house. Thay vì mình nói I will be, mình nói I'm going to be. Thấy không? Và thay vì nói I will be painting, mình nói I'm going to be painting. Nó rắc rối phải không? Nhưng mà anyway, các anh chị đổi câu này đi thành passive. Trước nhất mình lấy cái tốt từ đem ra phía trước, right? Mình lặp lại hết những cái trở động từ, thấy không? And that, mà mình phải cái trở động từ phải đi theo cái chủ từ mới là the house, so the house, yeah, is going to be, thấy không? Đó là step thứ hai, phải không? Rồi bây giờ mình mới dùng công thức. Cái động từ to be phải chia với cái động từ chánh là continuous, phải không? Thành ra chữ be đây sẽ trở thành being, phải không? The house is going to be being, phải không? Rồi mới tới cái painted, right? Painted by me. Các anh chị thấy cái câu passive nó rất là rắc rối, phải không các anh chị? Thì tại sao mình phải nói cái câu passive mà mình không dùng cái active, phải không? Đồng ý không nào? Nếu mà các anh chị không nắm những cái luật là các anh chị bị lost liền, các anh chị bị sai liền, phải không? Thành ra cái câu nó sẽ đổi thành passive là nó rắc rối như vậy. Ok. Rồi, đó là cái thì continuous. Bây giờ qua cái future perfect tense, right? I future perfect. Sao cứ đánh sai rồi vậy? I will have painted the house. Đâu có hả? Future perfect nói sao các anh chị? I will help paint the house, phải không? Đây là future perfect. Phải không các anh chị? Đây là future perfect. Mình học rồi. Bây giờ các anh chị đổi cái này thành passive đi.
Trước nhất mình lấy cái túc từ ra phía trước. Rồi trong câu có bao nhiêu trợ động từ? Có hai phải không? Thành ra mình sẽ lặp lại cái trợ động từ đó, phải không? The house will have, right? Mình lặp lại trợ động từ. Bao nhiêu trợ động từ mình lặp lại hết trường, right? Will have. Rồi bây giờ mình mới chia động từ to be. Động từ to be phải theo cái thì chánh của động từ chánh là perfect, phải không? Là perfect. Thành ra động từ to be ở cái thì past perfect nó sẽ là chữ been. Thấy không các anh chị? Nó sẽ là chữ been. Thành ra mình sẽ dùng là I will have been. Right, rồi past participle của động từ chánh. My me. I will have been painted the house by me. I miss the house. And tiếp tục là future stuff. Giờ không ai dùng cái thì này cho cái past self ở trường. Okay. Rồi các anh chị nắm vững chưa? Anh chị còn sợ nữa hết. Khi mà mình hiểu cái luật rồi đó thì mình không sợ nữa, phải không các anh chị? Bất cứ nó cho cái thì nào, bao nhiêu mình cũng không sợ hết. Cứ nhớ nha. Chưa hả? Kelly và Barry mới vào room phải không? Phải không? Thứ nhất á, lấy túc từ làm chủ từ, đó là step thứ nhất. Okay. Túc từ. Nói tiếng Việt cho các anh chị dễ nhớ đi. Thứ hai đó, okay, là lặp lại trợ động từ nếu có. Trong câu có bao nhiêu trợ động từ mình phải lặp lại. Và nhớ đi theo cái chủ từ mới nha. Cái thứ ba đó là mình mới chia theo, chia động từ to be. Ok. Chia to be theo thì của động từ chánh. Đấy, cái thứ ba. Cái thứ tư đó là động từ chánh. Phải là past participle. Ok. Và cái thứ năm lấy chủ từ làm túc từ. Viết chữ bài phía trước. Trước nó thấy vậy đi. Anh chị hiểu rồi phải không? The passive of an active tense is formed by putting the verb to be into the same tense as the active verb and adding the past participle of the active verb. Right? The subject of the active verb become the agent, hay là become the object of the passive verb. Okay? And the agent is very often not mentioned. Trường hợp đó đó là mình không có, trường hợp mà mình biết trước cái người chủ từ đó là gì đó thì mình không có cần mention. And what else?
Okay, let's see. Ok, Jimmy sẽ trả lời sau nha. Anh chị mà đặt câu hỏi mà ngoài bài á, Jimmy sẽ thứ nhất Jimmy phải check lại rồi Jimmy mới trả lời các anh chị được. Certainly Jimmy không có nhiều cái vấn đề nó không có trong cái phạm vi của Jimmy nên Jimmy không có thể trả lời liền được. Ok rồi, các anh chị nắm vững chưa nè? Hả? Các anh chị nắm vững chưa nè? Hả? Nắm vững cái cách 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 đổi từ active ra passive rồi phải không? Bây giờ mình tiếp tục nha. Bây giờ mình qua cách dùng. Anh chị nào chưa có biết cách đổi còn confused đó, còn sợ đó thì nói ok. Hả? Bây giờ chị My không có cắt nghĩa nữa nha. Ok. Không cắt nghĩa nữa nha. Chị My không nói lại. Giờ tự các anh chị làm đi. Thử nha. Làm câu này. People have seen wolves in the street. Con chó sói á. Người ta thấy thấy con chó sói trong đường trên cái đường á, trên đường á. Chị làm câu này đi thử coi, nãy giờ Tiểu My nói nhiều quá giờ Tiểu My không nói nữa để tự các anh chị làm. Chị làm câu này thử coi được hay không. Wolf have been seen in the street. That's right. Mình không cần lặp lại people. Good. Next one. Các anh chị khác cứ tập làm từ từ như tụi mình mới vừa nói các anh chị đó. Ok. Chủ từ, túc từ làm chủ từ. Rồi lặp lại trợ động từ. Rồi chia động từ to be. Right. Rồi động từ chánh ở thì past participle. Câu này. They are repairing the bridge. I give you more time to post your answer. Very good. See, các anh chị nắm vững rồi đó. Không có, tại biết không? Tại cái cổ nó hơi bị ngứa. Very good. Làm câu này nha. Nhớ nha, có trợ động từ thì mình cứ lặp lại cái trợ động từ đó rồi mình mới chia cái động từ to be. Okay. Next one. I mean you must should shut these doors. Chim nó kêu hoài.
Chừng nào mà nắng lên nó mới bay đi. Còn lạnh là nó cứ đứng một chỗ nó chiêu chiêu hoài. Gì sách tịt ở đó nữa. Không thuộc bài hả Hương Bụi, người đẹp. Gì mà sách tịt Spider-Man. Thấy không? Gì mà sách tịt. Hả? Hình như là sách 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 mà phải không? Thấy không? Hình như là sách sách sách. Thấy không nè? Hả? Cẩn thận nha. Chị không thuộc bài gì hết trơn á. Rồi bây giờ cách dùng nè, ok bây giờ cách dùng. Chị coi cái này nha. Bây giờ các anh chị nắm vững công thức rồi, bây giờ mình coi cách dùng nó làm sao. Ok, bây giờ qua using đó, ok. The passive of continuous tense requires the present continuous form of to be, which are not otherwise much used. Câu này nghĩa là gì? Cái câu mà passive của cái continuous tense á, nó đòi hỏi cái present continuous của cái động từ to be. Mà cái này nó không nên dùng. Không nên dùng. Thí dụ như câu này. They have, hay là they had been repairing the road. Nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Nghĩa là các anh chị thấy không? Hồi nãy Tiểu My cũng lặp lại rồi. Mình không nên dùng cái perfect continuous. Ok? Nghĩa là mình không có được đổi. Không có ai nói cái cách này hết trơn á. Có nghĩa là mình không có được đổi cái passive. Ok? Không có được đổi thành cái passive. Cái active mình nói được. Không được đổi câu này thành cái passive, có nghĩa mà mình không có được đổi thành cái perfect continuous. Anh chị hiểu chỗ này không? Cái ý của cái câu này nó nói như vậy đó. The past continuous tense. Right? Không hiểu hả? Giờ các anh chị làm sao các anh chị passive được? Giờ mình đổi thành passive nè. Nãy chị mới chứng minh rồi mà, phải không? The. Nãy chị mới chứng minh rồi mà. Cái này là active. Ok. Cái này là active. Mình không được đổi thành cái passive. Tại mình bị stuck. Bị stuck thì làm sao được đổi được. Giờ mình làm theo thứ tự nè. The road. The road. Tốt từ đem ra phía trước. Right. Rồi cộng với lại cái trợ động từ, phải không? Lặp lại trợ động từ. Thí dụ ở hiện tại quá khứ thì không cần biết. Okay. Ghét cái con chuột á. Mỗi lần để sai là nó cử ông sùng. Lặp lại trợ động từ nè. Right.
thấy không? Phải không các anh chị? Lặp lại hết chỗ động từ. Right, là have been. Right. Rồi bây giờ chia động từ to be đi. Chia động từ to be đi. Tại vì khi mà mình lặp lại chỗ động từ rồi mình chia động từ to be. Đó. Bây giờ chia động từ to be theo cái câu theo cái câu này. Phải không nào? Chia động từ to be theo cái động từ chánh của cái câu này. Phải không? Đồng ý không nào? Mình chia cũng được. Phải không? Mình chia cũng được. Nhưng mà các anh chị sẽ bị stuck cái động từ chánh ở phía sau. Right? Phải không các anh chị? Không phải. Had been. No. Các anh chị thấy cái chỗ đó không? Cái động từ chánh ở phía sau. Nó là continuous mà. Cái động từ to be, cái động từ chánh ở phía sau, không phải, mình không có nói. Cái động từ had been being, các anh chị thấy không, had been being, đâu có ai nói had been being đâu. Is being, chứ đâu có ai nói had been being đâu. Phải không các anh chị? Right? Anh đã nói tóm lại, các anh chị đừng có làm cho cái vấn đề nó more complicated, nghĩa là nó rắc rối thêm. Người ta nói mình khi mà có một cái câu mà perfect tense đó, active đó, perfect continuous tense cho cái câu active, mình đừng có bao giờ, người ta nói là mình đừng có bao giờ đổi thành cái câu nó passive cho nó của cái câu perfect continuous. Ok. Các anh chị hiểu rồi phải không? Phải không? Nó làm cho vấn đề nó thêm rắc rối. Nói mà cái câu thường, cái present tense, người ta cũng khuyên mình đừng có nên đổi cái đổi câu active thành cái passive, chứ đừng có nói là cái những cái thì mà nó rắc rối thêm. Okay. Nói là cái định nghĩa nó nói như vậy. Nó không còn tồn tại, nó không còn ai dùng như vậy nữa hết trơn. Coi câu này. So the perfect continuous are existing really yielded in the past self. No matter what the tense it is. Anh chị hiểu rồi phải không? Không có ai dùng cái perfect continuous ở trong cái passive voice hết trơn. Ok. Đừng có cố tình làm cho vấn đề thêm rắc rối. Ok. Mình tẩu quả, bị tẩu quả đủ rồi. Ok, nhớ điều này. Khi có một cách dùng khác nữa. Infinitive combination forms. Khi mà các anh chị thấy cái infinitive có nghĩa là động từ có chữ to. Đố các anh chị đổi câu này làm sao? He wants someone to take photographs. Photographs. Ông ta muốn người nào đó chụp hình. Right? Viết nguyên câu đi please. Viết nguyên câu ra đi. Bây giờ he wants. Ok. Các anh chị lặp lại cái mệnh đề trước.
Mình chỉ đổi cái mệnh đề sau mà thôi. Ok, phải không nào? Right, mình chỉ đổi cái mệnh đề sau mà thôi. Ok, thành ra mình nói là he, cái con chuột này, he wants, right? Mệnh đề trước mình lặp lại. Ok, rồi cái mệnh đề sau là someone to take photographs, phải không? Photographs, phải không? Thành ra bây giờ mình lấy cái chữ túc từ, mình làm cái chủ từ là photograph. Right. Thành ra mình sẽ có là he wants. Thường thường hai mệnh đề các anh chị nên đổi một mệnh đề thôi nha. Ok. Và thường thường mình nên đổi cái mệnh đề nào nó make sense đó. Ok. Các chị hiểu được phải không? Các anh chị. Ok. So lấy cái túc từ làm chủ từ. Right. Photograph. Chứ mình làm sao mình đổi hai mệnh đề một lượt được phải không? Đó, ông ta muốn một cái người nào đó chụp hình. Ok, mình phải dịch như vậy. Ông ta muốn một cái người nào đó chụp hình, chứ không phải là, phải không? Ông ta muốn một cái người nào đó chụp hình, chứ không phải là ông ta muốn chụp hình cái người nào đó. Không có dịch như vậy. Rồi bây giờ mình mới đổi cái mệnh đề ở phía sau, phải không nè? Rồi bây giờ mình có cái chữ to, phải không các anh chị? Cái trường hợp mà có cái infinitive thì mình phải lặp lại cái infinitive đó. Thành ra cái câu mình sẽ có là he wants photograph to graph. Phải không? To, phải không? Phải. Mình dùng cái công thức là be, phải không? Cộng với past participle với cái chữ to. Phải không? Tại vì cái động từ to be nó phải trở về nguyên mẫu, tại vì nó là infinitive. Nếu trong câu có infinitive, các anh chị thấy mình chia theo cái động từ chánh mà, các anh chị nhớ không? Động từ to be phải chia theo cái động từ chánh là to take. Đấy. Mà to take nó là infinitive thì động từ to be cũng phải là infinitive. Mấy anh chị hiểu chỗ này không? Right? Anh chị thấy chỗ này không? Say yes please. Cái động từ chánh là infinitive, là to take là infinitive. Động từ to be phải chia theo cái thì của cái động từ chánh là to take là infinitive luôn. Thành ra đây mình sẽ dùng là to be. Ok. Đó là chia tới cái động từ to be. Còn động từ chánh phải ở thì past participle. Take, took, taken. Right. Thành ra nguyên câu mình sẽ có là he wants to, I mean he wants photograph to be taken. To be taken by someone, by những cái definite, I mean indefinite pronoun mình không cần lặp lại. Chị hiểu rồi phải không? Chị hiểu rồi phải không? Thì ông ta muốn những cái hình được chụp. Ông ta muốn những cái hình được chụp nha. Mình dịch như vậy đó, được chụp bởi người nào đó.
các anh chị đổi thử câu này nha. Các anh chị hai mệnh đề, mình chỉ đổi được một mệnh đề mà thôi. Nhớ điều này nha, các anh chị thấy cái mệnh đề nào dễ đổi được thì các anh chị nắm cái mệnh đề đó mà đổi. He invited me to go. Very good. Cái to go ở đây, thật sự ra câu này chỉ có một mệnh đề mà thôi. Cái to go ở đây là nó là infinitive, phải không các anh chị? Nó là infinitive. Right? Infinitive. Ở đây nó không phải là động từ nha, mà nó sẽ là verbal. Mình treat nó as an adjective. Nếu mà nó bổ nghĩa cho chữ me, and mình treat nó as an adverb. Nếu mà bổ nghĩa cho chữ invited. Ở đây các anh chị nghĩ nó bổ nghĩa cho chữ gì? Huh. Chữ me phải không? Chữ me phải không? Invited me để làm gì? Để đi phải không? Phải không? Thành ra nó bổ nghĩa cho chữ me. Và nếu mà nó bổ nghĩa cho chữ me, nó sẽ là adjective chứ không phải là verb. Nó là động từ giả. Ok. Thành ra cái mệnh đề chánh là he invited me, phải không? Thành ra mình đổi cái mệnh đề đó. I was invited. Không cần nói by him. Mong các anh chị. I was invited to go. Very good. Các anh chị hiểu rồi đó. Các anh chị coi trong câu nó mấy mệnh đề. Nếu hai mệnh đề thì mình chỉ cần đổi một mệnh đề thôi. Ok. Câu này. He decided to sell the house. Một mệnh đề có nghĩa là một chuyện thôi đó. Ok. Nó không phải là hai mệnh đề. Ông ta quyết định bán cái nhà. Bán cái nhà. Rất là dễ các anh chị. Câu này là yeah, đổi thành bị động. Ok, đổi thành bị động. Đâu có ai nói như vậy đâu. Ai nói như vậy đâu. The house was decided to sell. Dịch tiếng Việt nè. Cái nhà thì được quyết định để bán. Yeah. Còn cách nữa nói nó hay hơn. Okay. Cách nữa nói hay hơn. Cái nhà nên được bán đó hay sao các anh chị? Yeah, đổi đúng luật nhưng mà nghe nó không có hay. Các anh chị dịch câu này thử nha. Cái nhà nên được bán đó hay sao? Cái nhà nên được bán đó hay sao? Dùng chữ nít thì nó hơi nặng. Ok. Yeah, the house should be sold. Should be sold though, hả? Hay là should be sold. Các anh chị không có thuộc công thức gì hết trơn. Cái gì đó, công thức gì, động từ bất quy tắc, sell, sold, sold, phải không? Sell, sold, sold. Phải thuộc công thức, please. Không sao hết trơn. Okay. Không sao hết trơn. Ông ta đã quyết định bán cái nhà thì cái nhà nên được bán đi. Okay, ông ta đã quyết định rồi thì nên bán đi. Còn chờ gì nữa? Cái gì vậy? Ông ta đã quyết định bán cái nhà thì cái nhà nên bán đi, phải không? Phải không? Đồng ý không nào? Hả? Mình muốn thêm, sao mình thêm?
Mình muốn nói cách nào nói, miễn nó là passive thôi. Đấy không? Yeah, nói sao cho nó hay, miễn nó là passive thôi. Thế okay. Yeah, các anh chị nói câu của các anh chị cũng đúng, không sao hết trơn. Thành ra có nhiều cái cách mình đổi thành passive, không cần phải theo luật. Okay. Miễn mình nói sao cho nó nghe hay thôi. Không cần phải theo luật, miễn nó là passive là được rồi. Thí dụ như câu này: The infinitive later after passive verbs are normally full infinitive. Có nghĩa là cái động từ nguyên mẫu mà để sau cái passive verb đó, thường thường nó sẽ là full infinitive. Các anh chị coi câu này nha. Các anh chị đổi câu này sao nè. Okay. Không phải lúc nào mình cũng theo luật nha. Người ta không phải lúc nào bắt buộc người ta phải nói theo luật nha. Miễn ta nói sao nghe hay thôi. Okay. We saw them go out. Chúng tôi thấy họ đi khỏi rồi. Chúng tôi thấy họ đi khỏi rồi. Các anh chị đổi câu này sao nè. Yeah, cái này có, cái này là những trường hợp đặc biệt đó, ngoại lệ đó. Thấy không? Stuck rồi. We had seen them. No, đổi thành passive mà them gone out. Các anh chị coi cái công thức, coi cái cái mệnh đề nó mới vừa nói đó, cái definition nó mới vừa nói đó. Khi mà một cái động từ, khi mà một cái infinitive để ở phía sau một cái passive thì nó phải trở thành cái full infinitive, nghĩa là phải có chữ to. Phải có chữ to. Anh chị thấy cái họ vừa nói cái câu không? Phải có chữ to. Very good. Tả Linh. They were seen to go out. Thế anh chị thấy cái nó rắc rối không? Nó rắc rối không? Phải không? Tại sao mình không có nói active cho rồi, mình đặt đổi qua passive làm gì? Nhưng mà những cái trường hợp này, cái câu passive nghe nó hay hơn. They were seen to go out. Câu này nha. Có nghĩa là gì các anh chị? Mình đổi cái mệnh đề chánh phải không? Right. Đổi cái mệnh đề chánh phải không? He made us, we were made, right? Không? To work. Okay. Có nghĩa là nó nói khi nào mà một cái passive, cái động từ đứng sau một cái passive thì động từ đó phải trở về nguyên mẫu có chữ to. Các anh chị thấy không? Cái câu định nghĩa nó nói là khi nào mà một cái động từ đứng sau cái thì passive voice thì động từ đó phải trở về nguyên mẫu với chữ to. Right. Chúng tôi bị bắt làm việc. Câu này có nghĩa là như vậy đó. Chúng tôi bị bắt làm việc. Phải không? Phải dịch dễ không các anh chị? Chúng tôi bị bắt làm việc. Right. Nhớ nha, cái điểm chánh ở đây là khi một động từ nó đứng sau cái passive thì cái động từ đó phải trở về nguyên mẫu với chữ to. Okay.
It's chữ to. Chị cứ nhớ điều này như vậy là thôi. Okay. Câu này. But, let, chữ let, however, is used without to. Nhưng mà sau cái let đó thì không có trở về nguyên mẫu. Thí dụ câu này, các anh chị đổi nha. Các anh chị đổi câu này nha. Nhớ chữ let không có chữ to. They let us go. Đổi thành passive cái mệnh đề chánh phía trước phải không? We, phải không? We were let. Sao chữ let không có to? We were let go. Phải không? Câu này dịch sao các anh chị? They let us go có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Họ để chúng tôi đi. Dạ, yeah, họ để chúng tôi đi hay là chúng tôi được cho đi, phải không? Bây giờ đổi thành passive. Yes, we were let go. Right? Thì câu này dịch sao? Chúng tôi được cho đi. Phải không các anh chị? Chúng tôi được cho đi. Nghĩa là chúng tôi được thoát, phải không? Họ để cho chúng tôi đi. Đấy. Và chúng tôi được cho đi. Khi mà cái passive đó các anh chị, cái gì xấu thì mình dịch là bị, cái gì tốt thì mình dịch là được. Các anh nhớ điều này nha. Xấu thì mình dịch là bị, mà tốt thì mình dịch là được. Đó là infinitive. Okay, cách dùng cái infinitive có chữ to. Bây giờ qua cái gerund. Gerund là động từ có ing. Okay. Nãy các anh chị nói dễ, giờ khó rồi đó. Câu này nha. I remember them taking me to the zoo. To the zoo. Tôi nhớ là họ đã dẫn tôi đi sở thú. Nhớ một lần nữa, cái mệnh đề, mình có hai mệnh đề phải không các anh chị? Phải không? Mình có hai mệnh đề. Thế nên mình không cần đổi, mình chỉ đổi một mệnh đề nào đáng đổi thôi. Phải không? Thành ra nói tóm lại, hai mệnh đề là I remember. Đó là một mệnh đề. Them taking me to the zoo. Phải không? Taking me to the zoo. Cái đó, cái này là nguyên một cái phrase. Okay? Nó là adjective phrase. Okay. Các anh chị thấy một cái động từ, một cái túc từ không thể nào là vừa một cái danh từ hay là đại danh từ không thể nào làm túc từ của cái động từ ở phía trước và chủ từ của cái động từ ở phía sau được. Các anh chị hiểu điều này không? Thành ra ở phía sau đó không phải là túc từ của cái chủ từ đây. Mà mình phải dịch nó là ở phía sau nó là một cái phrase, nó là adjective phrase. Nó bổ nghĩa cho cái chữ them. Okay? Cái taking me to the zoo nó là adjective phrase. Tại taking nó là verbal. Nó không phải là động từ. Các anh chị học trong bài verbal các anh chị hiểu phải không? Các anh chị phải hiểu cái điều đó. Chị hiểu không nào? Chắc không hiểu rồi. Cái I remember them, cái câu, cái mệnh đề chánh, cái mệnh, nếu mà tách ra thì đó là I remember them. Okay. Còn taking me to the zoo, them làm sao? Cái những họ dẫn tôi đi sở thú. Thành ra là taking me to the zoo, nó sẽ là adjective phrase. Tại sao gọi là adjective phrase? Tại đứng đầu nó là adjective. Taking là adjective. Nó là verbal. Các chị hiểu điều này không nào?
remember. Không cần lặp lại cái I am, okay? Không cần lặp lại cái I am. Trong câu các anh chị không được nói lặp lại nha. I remember being taken to the zoo. Yes, I remember being taken to the zoo. Thế, đó là cái câu đúng á. Tại mình không cần lặp lại cái chữ I mà mình hiểu ngầm. Thế. Okay, một trường hợp nữa. Có nhiều khi cái động từ to get nó thế cho cái động từ to be. Get is sometimes used instead of be. Okay. Hình như bây giờ gặp rồi nè. Những cái này là những cái trường hợp đặc biệt mình ít thấy. Người ta nói the eggs got broken. Mình phải hiểu là the eggs were broken. I get sick. I am sick. Chị thấy không? I'm sick hay là I get sick cũng có nghĩa là tôi bệnh. Cái động từ to get nó nhiều nghĩa lắm các anh chị. Thế, trường hợp này nó có nghĩa là động từ to be. Câu này có nghĩa là gì các anh chị? Cái này là passive nha. I will get sacked. Get sacked có nghĩa là I will be đó các anh chị. Các anh chị thấy rõ ràng không? Thế vào chữ động từ to be. Hình như nó sẽ ở thì passive, right? I will get sacked if you take away more time off. Nghĩa là gì các anh chị? Hình như là nói là bạn bị đuổi phải không? Không. Phải không? Dạ, bạn bị nghỉ việc đó phải không? So đây mình sẽ dùng chữ bị phải không các anh chị? Tại vì nó là ở passive. Bạn bị đuổi việc hay là bạn bị nghỉ việc? Nếu mà bạn không phải lấy nhiều giờ. Take more time off là gì? Take away more time off là gì? Dạ, bạn bị sa thải, nói nó lịch sử. Take away more time off. Yeah, là bạn nghỉ nhiều quá, okay? Chứ không phải là làm mất nhiều giờ. Bạn sẽ bị sa thải, bị đuổi việc nếu mà bạn nghỉ nhiều quá đó, okay? Bạn nghỉ nhiều quá đó. Bạn nghỉ nhiều nữa, cái gì vậy? So đây nó cũng có nghĩa là you be sacked, okay? Thế vào cái động từ to be ngay chỗ chữ get. Ok, một trường hợp nữa. Bây giờ mình đang đi vào cách dùng nó, using nó. A sentence containing a direct and an indirect object could have two passive forms. Một cái câu mà nó vừa có thúc từ trực tiếp and thúc từ gián tiếp, mình có thể làm thành hai cái passive, okay, đổi thành hai câu. Thí dụ câu này,
Someone gave her a poor dog. A poor dog là gì các anh chị? Câu này nghĩa là gì các anh chị? Đâu phải. Hình như là phải cái bia không vậy? Hả? Không phải. Phải cái bia không? Không phải. Cái lon bia phải không? Phải không? Phải không các anh chị? Các anh chị phải không, hay là tiếng mình nhớ lộn? Anh chị nào bên Mỹ biết cái loại này không phải là loại bia hả? Cái này à, phải không, hay là tiếng mình nhớ lộn? Cái bia nào mà uống cho nó mạnh á? Oh, Red Bull. Yeah, I'm sorry, nhớ lộn rồi. À, dạ, nhớ lộn rồi. Phải không? Red Bull hả? Chứ không phải là Bull Dog. Chắc thì mình nhớ lộn rồi. À, Appear hả? Red Bull, dạ, bò hút đúng rồi. Tiger Beer. Nhớ lộn rồi. Ok, vậy là đúng rồi. Cái con chó Bull Dog là cái con chó gì ta? Mình chưa bao giờ thấy cái con chó này á. Let me see. Bull dog. Okay, bull dog. One of English bred and medium size, short hair, muscular dogs. Nghĩa là con chó bự á. Hay con chó bự á. On the short yard and usually having a white and tan race original form. Yeah, con chó bự, thấy con chó đó chắc giật mình. Đúng rồi, con chó. Thế con chó đực. Con chó. Nó không có bự, nó cái size nó trung bình thôi. Tóc nó ngắn, lông nó ngắn. Nó tóc lông nó ngắn là khái gì? Các anh chị Ok rồi. Câu này nó vừa có indirect and direct object. Cái nào là indirect, cái nào là direct các anh chị? Nhớ nha, cái nào tránh ở phía sau. Okay, cái nào tránh ở phía sau? Direct and indirect. Cái nào là direct and cái nào là indirect? Yeah, cái nào tránh ở phía sau. Okay. So her là indirect. And bulldog là direct. Okay. Thành ra cái câu này mình có thể làm thành hai câu. Right? Hai câu passive. Các anh chị làm hai câu đi. She was berberine. Không có thuộc bài nữa rồi. Gave and given. Okay, gave and given. A bull dog was giving her là gì? Was giving her là gì? Ở đây có chữ she đàng hoàng mà sao để someone ở đây? Hả? Very good, Mr. Toon. Was giving to her. Yes, she was giving a bulldog, or a bulldog was giving to her. Nhớ give thì phải là to nha các anh chị, chứ không phải là for nha. Cái con chó được cho tới cô ta, được cho cô ta phải không? Was given to her. Nhưng mà thường thường đó, thường thường cái câu mà đầu tiên đó, she was giving a bulldog. Ok,
Okay, thường thường người ta nói nhiều hơn. The first of these is much more unusual. Okay. Hai câu đó người ta thường nói cái câu đầu nhiều hơn. She was giving a bulldog. Chứ mẹ, hết ai nói a bulldog was giving to her. Bây giờ một cái passive nó ở trong trường hợp khác nữa. In question. Yeah, indirect object. Yeah, in this case, the indirect object usually become the subject of the passive verb. Okay. Các anh chị đổi thử câu này nha. But did they steal? Họ đã ăn cắp cái gì? Họ đã ăn cắp cái gì? Đổi thành passive, cái gì bị ăn cắp vậy? Cái gì bị ăn cắp vậy? Rất là dễ phải không các anh chị? Cái gì bị ăn cắp vậy? Các anh chị học trong cái bài cách đặt câu hỏi đó, chữ what. Yeah, phải đi liền với cái động từ phải không? What was stolen? Steal, stole and stolen. Very good. Chữ what phải đi liền với cái động từ phải không? Thường thường á, hoặc là nó phải đi liền với cái danh từ. Phải không? Câu này. What was stolen? Câu này. Nhớ thuộc bài cái irregular verb. Who painted it? Ai đã sơn nó vậy? Ai đã sơn nó vậy? Câu này hơi khó rồi nha. Okay. Câu này hơi khó rồi nha. Phải dùng chữ who mà. Không có ai để chữ who ở phía sau nha các anh chị. Thường thường người ta để chữ who ở phía đầu. Okay. Tạ Linh. Ghép thì thôi đó. Why you so picky, hả? Huh? Why you so picky, Tạ Linh? Để ý tưởng mi từng chút vậy hả? Hả? Bình thường không có ai để chữ who ở phía sau nha các anh chị. Okay, để chữ who ở phía đầu. Very good. Dương Demon. Demon, right? Demon. Nhưng mà phải có chữ by nữa, okay? Phải có chữ by nữa. Okay. Who was it? Who was it painted by? Nghĩa là was it painted by whom đó? Okay, by whom đó? Okay, who was it painted by? Ok, một trường hợp nữa, hồi nãy ai hỏi tùm lum á, bây giờ vô vấn đề rồi nè. Ok, vô cái vấn đề rồi nè. Passive voice with preposition or adverb. Thí dụ câu này các anh chị đổi nha. Duffy painted this picture. And hurry các anh chị, hôm nay mình ráng xong cái bài text đi, rồi ngày mai mình sẽ làm bài kiểm, okay, bài tập. Câu này thì thường rồi, mình dùng cái preposition by. Nè, các anh chị đều biết phải không? Right? Yes, these pictures
was painted by Duffy, right? Câu này. Thí dụ có cái repetition, các anh chị bắt buộc phải lặp lại nha. Ê, giống như chữ by ở phía trên câu hỏi. Who was it painted by? We must write to him. Chúng tôi phải viết cho ông ta, viết thơ cho ông ta. Đem chủ từ ra phía trước là he, phải không? Lặp lại trở động từ là must, right? He must, phải không? Phải có trở động từ các anh chị please. Phải lặp lại cái trở động từ là must. He must, right? Rồi mới chia cái động từ to be. Ở thì hiện tại là be, phải không? He must be written, phải không? Written. Written hai chữ T hay là một chữ T các anh chị? Trường hợp này nó là bất quy tắc, phải theo luật của bất quy tắc. Có nghĩa là cái cột thứ ba người ta viết làm sao thì các anh chị phải lặp lại. Ok, phải lặp lại. Chứ không cần theo luật, I'm sorry. Cái động từ bất quy tắc, ba cột người ta viết rõ ràng ra. Nhiều khi bắt buộc phải viết hẳn khác nhau, không có cần theo luật. Ok, ở đây written có hai chữ T. Chứ không phải theo luật chánh là drop chữ T rồi mới thêm mà thấy gì không phải nha. Cái reading này là cái chữ nó bắt buộc phải viết như vậy, thành ra bắt buộc phải là hai chữ T. Ok, ở đây ở trong câu nó có chữ to phải không các anh chị, right? Nó mình phải lặp lại chữ to và mình không có cần nói chữ us. Có nghĩa là cái chủ từ mà mình đã biết cái chủ từ đó là ai rồi, mình không cần lặp lại cái chủ từ đó. Ok, không cần lặp lại cái chủ từ đó, ngoại trừ khi mà người ta muốn nhấn mạnh cái chủ từ. Thí dụ như mình nói là the house is painted, mình chỉ cái nhà của mình nói the house is painted hay là I painted the house. Rồi người ta biết là mình sơn cái nhà rồi thì mình chỉ cần nói oh the house is painted, không cần nói by me. Như là tuần trước mình nói với họ là oh thứ bảy này tôi sơn cái nhà, phải không? Thứ bảy này tôi sơn cái nhà, họ mình nói với họ như vậy á. Đến chủ nhật họ lợi cái sau mình nói the house is painted, họ không cần nói I painted, phải không? Các anh chị hiểu chỗ này không? Mình nói trước với họ là mình sơn cái nhà, thành ra tuần sau mình lợi, họ lợi, mình chỉ nói the house is painted. Thế họ biết là mình sơn cái nhà. Right. So câu này sẽ là he must be written to. Anh ta phải được người nào viết thơ cho rồi. Dịch như vậy á. Ông ta phải được người nào viết thơ cho rồi. Thế. Okay. Viết thơ cho rồi, cho. Ok, next one. Nhớ nha, trong câu có giới từ hay trạng từ bắt buộc các anh chị phải lặp lại. You can play with these cups quite safely. Câu này có nghĩa là gì các anh chị? Cups ở đây là gì? Cup đây là những cái con gì? Con béo á, phải không? Con béo á, con tiger đó, dạ con tiger, baby á. Dạ, giống như baby tiger, đúng rồi đó. Giống như angry tiger vậy đó. Nhưng mà nó không có angry. Nó giống như angry đâu. Nó không có angry. Ok. Không phải con gấu mà con tiger. Con cọp nhỏ đó, con cọp baby á. Không phải con nhện, con tiger. Bởi vì mới nói là safety. Ok, mới nói là safety.
Bạn có thể chơi với những cái con baby tiger này một cách an toàn, không sợ nó cắn, tại vì nó được train rồi. Been trained. Yeah, mình lặp lại thôi. These cubs can be played quite safely. Câu này nha các anh chị. Có nhiều cách dùng cái passive mà mình không có theo luật như ở trên. They threw away the old newspapers. Họ dâu họ quăng hết những cái tờ báo cũ. Làm câu này đi please, hurry các anh chị. Mình còn vài trường hợp nữa rồi mình nghỉ. Chu là trâu á. Chu là trâu đó. Là dục là quăng bỏ đó. Very good. Chu, I mean trâu, through and thrown. Không các anh chị, and thrown. The old newspaper was thrown away by me hả? By them mà đấy. Ok các anh chị, by whoever, I don't know. Làm câu này nha. They looked after the children well. Họ săn sóc phải không? Look after là gì các anh chị? Họ săn sóc phải không? Những đứa trẻ tốt. Cái well đây là thuộc từ gì các anh chị? Cái well đây là thuộc từ gì? Danh từ, đại danh từ, tỉnh từ, trạng từ, giới từ hả? Thuộc nó là trạng từ. Tại sao nó để phía sau hả? Trạng từ thường thường bổ nghĩa cho động từ phải không? Phải không? Well là trạng từ nha. Tại sao để phía sau hả? Đâu phải bộ đâu, trong câu có đâu có chữ very đâu. No. Cái chữ well này đó là trạng từ bổ nghĩa cho cái động từ look after. Ok, look after. Right? Yeah. Và nó để ở phía sau để nó nhấn mạnh. Các anh chị nhớ điều này nha, trạng từ không phải lúc nào nó cũng đứng kế động từ. Nó có quyền để ở phía sau hay là để ở phía trước. Ok. No. Chị My nhắc các anh chị hết mỗi trường hợp, ok, đặng cho mình biết tại sao, ok. Học với chị My là các anh chị phải biết tại sao, ok. Học grammar là mình phải nắm vững như vậy. Các anh chị không nắm vững là các anh chị bị tẩu hỏa liền. Đồng ý không nào? Bây giờ trường hợp nó để phía trước được không các anh chị? Ha? Trường hợp nó để phía trước được không? Ha? Được. Tại sao không được? Tại sao không được? Hả? Để phía sau để nó nhấn mạnh. Giờ đổi câu này đi. Phải mà. Ta nói có sách mách có chứng. Ok. Nói có sách mách có chứng chứ không phải tự suy nghĩ nói cho các anh chị không. Thế. Giờ đổi câu này đi, đổi câu này. Please. Đổi câu này. À.
Đừng có cãi với Thì My nha, thua là cái chắc. Thì My có bằng cấp cãi lộn treo cùng nhà hết. Bằng cấp cãi lộn treo cùng nhà hết trơn. Hey. The children were looked after. Rồi, bây giờ đó, để cái trạng từ well phía trước thì để ở trước ở đâu? Hả? Để bây giờ mình đem cái trạng từ well ở phía trước. Trường hợp này các anh chị nên để ở phía trước, nó nghe hay hơn. Viết nguyên câu ra đi, để phía trước thì để ở đâu? The children well were looked after. Hay là the children were well looked after. Hay là the children were looked after well. Hả? Very good. Tại sao? Hả? Tại sao? Tại sao để sao chữ were vậy? Very good Andy Tiger thuộc bài đó. Thế phải để sau cái trợ động từ đầu tiên. Phải không? Phải không? Were well. Nhớ nha các anh chị. Trong câu nó có trợ động từ thì mình phải để sau cái trợ động từ đầu tiên. Nếu mà nó có hai ba cái thì mình để sau cái trợ động từ đầu tiên. Okay. So the children were well looked after. Có khi nó để phía sau, cũng có khi nó để phía trước. Miễn mình nói làm sao cho nó nghe hay. Phải không? Các anh chị nói làm sao cho nó nghe hay. Okay, next one. In other case. Nói câu này nha. Có nhiều trường hợp mình không theo luật được. Ví dụ như là nó có hai mệnh đề. People said that he was jealous of her. Người ta nói là ông ta thì ghen 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 với cô ta đó, ghen tị với cô ta đó. Anh chị mà đổi được câu này chị mới phục luôn á. Ok. Very good, Brian. It was said that he was jealous of her. That's right. Câu đó cũng đúng. Mình đổi cái people thành it, okay? It was said that he was jealous of her. Cũng đúng câu của Alice. Hay là câu của Brian cũng đúng. And Mr. Tool là sai bét. Ai nói vậy nha? Ghê thì thôi. Cái câu của Mr. Thun thiệt là cầu kỳ, ok, không ai nói vậy hết trơn á, ok. Gà quá. He was said, very good Hoa Hải Anh. He was said to be jealous of her. Tại sao cái câu của Hoa Hải Anh với câu Alice đúng các anh chị? Tại vì hồi nãy theo cái luật, right? Sau cái passive thì động từ phải trở về nguyên mẫu có to, okay? He was said to be, okay? Động từ chánh là to be, right? Okay, same thing với câu này, các anh chị dùng cách nào cũng được, okay? People believed that he was a good boy. Mọi người tin là ông cậu ta thì là cậu bé giỏi á.
có hai cách nói chữ people, mình sẽ đổi thành chữ it, phải không? Là nói chung chung vậy đó. Người ta nghĩ rằng, hay là nói được nghĩ rằng. Nhớ nha, các anh chị thấy chữ people thì các anh chị đổi thành chữ it được. It was believed that he was a good boy. Một cách khác nữa các anh chị. Yeah, he was believed that, believed to be a good boy. Ok nào, cái khác nữa nha. Khi mà các anh chị dùng chữ should, ở trong câu có chữ should đó, thì mình đổi thành cái suppose. Ok, suppose. Ví dụ câu này nha. It is your duty. I'm sorry. It is your duty to know how to drive. You should know how to drive. Yeah, you are supposed to know how to drive, right? Mình sửa thành cái suppose. Okay, this one you should have finished. Chị muốn thêm thí dụ nữa không? Hết giờ rồi. Okay, I'll see you tomorrow. Okay. We do overtime for almost 10 minutes. Okay. Okay, gặp các anh chị ngày mai nha. Cái bài này còn nữa. Okay, gặp các anh chị ngày mai. Okay. Mắc cười. Angry Tiger. Tại sao không chung vô mùn học hả? Đem cái laptop chung vô mùn học hả? Hả, angry tiger, bởi vậy lúc nào cũng angry là phải lắm rồi hả? Ok, I'll see you tomorrow and chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. Chúc các anh chị khám mỗi ngày một đêm bình an vui vẻ. Ok. Dưỡng eo hả? And gặp lại các anh chị ngày mai nha. Bài này mình còn tiếp, ok? Mình còn nhiều lắm. Đủ hết mọi cái chi tiết mà các anh chị cần biết. Ok. Ok, and that's it for today. And I'll see you tomorrow in the same room and at the same time with this 8 p.m. Vietnam. Ok. Ok, bye các anh chị. Gửi mai lại cho các ốp nha.